Hello, xin chào mọi người. Quay lại nhìn cái màn hình rồi. Vâng, xin chào mọi người. Người chờ em vài phút, hôm nay đang tìm cái dụng cụ. Rồi mọi người chờ em vài phút, em chuẩn bị cái công cụ này. Vâng, xin chào mọi người. Vâng, hôm nay chậm một vài phút đúng không ạ? Vâng, xin chào. Rồi buổi ngày hôm nay mình sẽ khai giảng cái buổi lớp học về hệ thống điện khu sang điện tử FPI đúng không ạ? Hoàn toàn miễn phí. Rất nhiều anh em hỏi là có mất phí không hay vào nhóm như thế nào đúng không ạ? Tất cả chúng ta chỉ cần việc chia sẻ thôi là chúng ta vào nhóm được rồi. Vâng, xin chào mọi người. Đây, hôm nay thứ hai đầu tuần đúng không ạ? Ngoài Bắc đang rất là nóng. Vâng, xin chào. Rồi, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên. Đó, buổi đầu tiên. À, với mấy cái buổi đầu tiên này thì chúng ta thường nó liên quan đến lý thuyết rất là nhiều và có thể học thì cảm giác nó rất là chán đúng không ạ? Học kỹ thuật bao giờ cũng chán hơn học xem các cái phần khác đúng không ạ? Học kỹ thuật bao giờ cũng chán. Được. Thì các cái phần nội dung thì trong cái slide em chỉnh sửa rất là nhiều ở những cái phần sau. Ở những cái buổi đầu này thì nó không khác gì những cái phần trước. Nó thường giống nhau. Thì nó có một số cái chỉnh sửa nó khác thôi. Đúng không ạ? Vâng, xin chào mọi người. Vâng. Cái lớp học này mục đích chỉ một lúc là tạo cái lớp học này là như nào? Rồi như hôm trước em chia sẻ mọi người rồi thì trong thời điểm dịch đang rất là khó khăn thì rất nhiều anh em chúng ta đang phải đóng cửa hàng rồi thì không được hoạt động đúng không ạ? Và nhất là vất vả nhất là những anh em ở khu vực phía Bắc Giang hiện tại đang rất vất vả đúng không ạ? Thì không làm cách nào để giúp đỡ được mọi người. Có nhiều anh em nói là kêu gọi ủng hộ thì hiện tại thì em cũng chưa có tổ chức chương trình thì ủng hộ gì cả. Chỉ mục đích là tổ chức những cái lớp học online chia sẻ cho mọi người trong lúc thời gian dịch vắng việc thì chúng ta có thời gian thêm để chúng ta ôn lại bài hoặc là chúng ta có một số anh em là chưa được tiếp cận thì chúng ta được tiếp cận với công nghệ. Đúng không? Chia sẻ với mọi người với cái mục đích như vậy thôi. Còn vấn đề tiền nong thì rất là khó, hiện tại thì cũng không có em cũng không kêu gọi tổ chức gì cả. Chỉ biết là cái chia sẻ với cái nghề ngành nghề dịch vụ của mình thôi. Đúng không? Vâng, xin chào mọi người. Rồi những cái buổi đầu thì chúng ta sẽ học đi sâu về hơi nhiều về lý thuyết, nó có thể là gây ra hiện tượng hơi chán. Đó. Thì mọi người hãy chuẩn bị cho mình cái góc ngồi ổn định, cái mạng wifi thật tốt, đó, internet tốt, cắm tai nghe vào, đúng không? Cầm trong một tay một cái bút, mai em sẽ thông báo cái nội dung đó. Và chúng ta tắt hết Zalo hay là những cái phần khác ảnh tránh ảnh hưởng đúng không ạ? Trong cái việc học. Có thể anh em sử dụng một cái điện thoại và một cái phần điện thoại khác. Trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng đến cái phần mềm Ôn Mô Tô. Có rất nhiều cái cách để chúng ta tra cứu cái phần mềm Ôn Mô Tô. Nên anh em có thể sử dụng hai cái điện thoại cùng một lúc. Một cái điện thoại để chúng ta học và một cái điện thoại để chúng ta tra cứu. Để chúng ta có thể đọc được sơ đồ và chúng ta tìm kiếm được tất cả các dữ liệu ở trên cái phần mềm Ôn Mô Tô. Đúng không ạ? Rất nhiều anh em nói là muốn phải học tiếng Anh ấy đúng không ạ? Thì thực tế là chỉ có một vài cái từ tiếng Anh thôi. Thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học và đi bài đầu tiên. Đó là liên quan đến từ tiếng Anh chuyên ngành và những cái từ tiếng Anh viết tắt ở trên cái sơ đồ mạch điện. Thì trong những cái buổi đầu này mọi người sẽ phải học tiếng Anh. Tiếng Anh cơ bản thôi chứ không có gì phức tạp đúng không ạ? Nhiều anh em nghĩ là nó học cái gì đấy phức tạp lắm. Nó chỉ vài cái mầu dây và những cái từ viết tắt thôi. Chúng ta không phải học như học những cái tiếng Anh quá nhiều. Vâng. Rồi có một số anh em đang nói về Bắc Giang đúng không ạ? Em thì em ít khi tương tác về các cái vấn đề này không? Đúng không ạ? Rồi xin chào mọi người. Rồi chúng ta có nếu có anh em nào ở Bắc Giang mà có cái chương trình gì ủng hộ thì em sẽ sẵn sàng ủng hộ thôi. Đúng không ạ? Sẵn sàng ủng hộ. Khu vực Bắc Giang em thấy cái việc ở khu vực Bắc Giang rất là căng thẳng và rất là vất vả đúng không ạ? Nhất là những anh em lực lượng y bác sĩ đầu ngành rất vất vả. Rồi mình không có cách nào để đóng góp được thì giúp đỡ anh em đúng không ạ? Rồi xin chào, thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay.
Anh em có vấn đề gì trao đổi thì chúng ta cứ comment lại đúng không ạ? Vâng. Xin chào. Chào anh Đại nha. Rồi chào mọi người. Chúng ta sẽ đến cái buổi ngày hôm nay. Rồi anh em ở đây chúng ta có thể một số anh em chúng ta ở cùng khu vực. Cái mục đích em tổ chức lớp học online là gì? Chúng ta có thể toàn diện rộng hơn và tránh tiếp xúc đông người. Thì cái lớp online này mọi người sẽ có những anh em ở khu vực nào chúng ta gần nhau thì chúng ta sẽ liên kết lại với nhau. Đúng không? Đoàn kết lại với nhau. Đừng nói xấu nhau làm gì cả. Cái nghề chúng ta rất rất, rất vất vả. Thì anh em cố gắng làm sao mà thấy mình ở trên livestream này thì cố gắng tạo ra cái group, tạo ra cái nhóm trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau, rồi giao lưu với nhau, đúng không? Để chúng ta đoàn kết. Mới mục đích là đẩy cái ngành nghề chúng ta đi lên để có cái thu nhập cao hơn và có cái hình ảnh và trong mắt khách hàng chúng ta tốt hơn, đẹp hơn, đúng không? Đừng nói xấu nhau. Đó là như vậy thôi. Nghề chúng ta rất vất vả và đền cái rủi ro và đền đến với thời điểm bây giờ đền rất là nhiều. Thế nên là anh em cố gắng đừng nói xấu nhau làm gì, đúng không ạ? Cố gắng. Vâng. Thì để chúng ta vào buổi ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hãy cố gắng anh em nào ở khu vực gần nhau mà gần nhìn thấy nhau thì cố gắng chào nhau. Có rất nhiều anh em đến đến tại Hà Chi thì đã trở thành anh em. Bình thường ở nhà có khi còn chả bao giờ nhìn nhau và có khi còn nói xấu nhau, nhưng mà đến khi đến với Hà Chi và đến với mọi thứ thì mọi thứ đã trở thành đoàn kết, anh em gần nhau hơn và giúp đỡ nhau hơn, đúng không ạ? Chia sẻ với nhau, giúp đỡ. Vâng. Vâng, cố gắng mọi người đoàn kết lại với nhau rồi cái ngành dịch vụ của chúng ta cố gắng càng ngày càng phát triển. Đúng không ạ? Cạnh tranh nhau thì cố gắng cạnh tranh nhau bằng dịch vụ đi, đừng cạnh tranh nhau về giá, đừng cạnh tranh bằng cách nói xấu, đúng không ạ? Cạnh tranh bằng dịch vụ, anh dịch vụ tốt hơn thì khách sẽ đến. Đúng không ạ? Vâng, xin chào. Thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay. Thì không nói nhiều nữa, nói dài thì nói dại đúng không ạ? Không nói nhiều. Thì thôi thì xin phép chúng ta sẽ chuyển sang bài học ngày hôm nay. Vâng, xin chào. Vâng. Anh em Bắc Giang mà có cái chương trình ủng hộ gì thì em sẽ ủng hộ nhá. Còn bình thường em hiện tại em chưa kêu gọi gì cả. Đúng không ạ? Rất nguy hiểm, thời điểm bây giờ kêu gọi rất nguy hiểm. Vâng, xin chào. Chúng ta sẽ đến cái bài ngày hôm nay, đó là cái liên quan đến cái bài tiếng Anh chuyên ngành. Cái những từ tiếng Anh chuyên ngành ở đây là gì, chứ không phải chúng ta nói những cái từ gì nó có văn phức tạp. Chúng ta chỉ quan tâm đến những cái từ màu dây, những cái từ viết tắt ở trên sơ đồ mạch điện để giúp ích cho chúng ta cái việc tra cứu và tìm kiếm ở trên cái phần sơ đồ mạch điện và internet, đúng không ạ? Chứ không phải có gì phức tạp đâu, đúng không ạ? Nhiều anh em nói là bây giờ tiếng Anh chúng ta học sửa xe thì học tiếng Anh để làm gì, đúng không ạ? Nhiều anh em nói là không cần phải học, thì hiện tại thì không cần phải học thì mọi người sẽ đều làm được thôi. Nhưng khi chúng ta gặp những cái tình huống, gặp những cái xe khó, những cái xe đời mới thì chúng ta không có cách nào để chúng ta làm được, đúng không ạ? Cái việc mà mọi người hình dung ra được cái việc mà chúng ta học về hệ thống xe, học về hệ thống điện, nó khác hoàn toàn với học, nó khác rất nhiều so với chúng ta học về cơ khí, là chúng ta không thể học theo cách làm được. Nếu chúng ta học theo cách làm thì có thể mọi người thấy được rất là dễ và rất là dễ nhập tâm và rất là dễ hiểu. Nhưng khi chúng ta gặp những cái tình huống mới thì chúng ta không có cái phương pháp tư duy, không có cái sự logic thì chúng ta sẽ không thể nào được tìm giải quyết được phương án, đúng không ạ? Nếu chúng ta làm theo cách làm thì có thể rất là thích, rất là thoáng. Nhưng mà khi chúng ta gặp những cái tình huống mới, những cái ban bệnh mới, chúng ta không có cái dữ liệu để chúng ta liên kết lại với nhau, tức là gọi là lý thuyết ấy, đúng không? Nên chúng ta học phải cái học về nguyên lý và điện học về cách tư duy, đúng không? Vâng, thì chúng ta sẽ học về tiếng Anh chuyên ngành một cái vài từ tiếng Anh thôi chứ không có quá nhiều đâu nha mọi người nha, chỉ vài từ tiếng Anh thôi. Cố gắng thì ngày hôm nay mọi người sẽ gặp nhau và gặp sẽ học với những cái từ cơ bản thôi, tiếng Anh cơ bản. Nhiều anh em mà thấy khó khăn quá có thể là về nhà mở cái chương trình YouTube ấy, trên kênh YouTube và những cái bài thuộc về màu dây ấy, thuộc về màu ấy cho những trẻ nhỏ khoảng vài tuổi ấy, thì nó rất dễ hiểu, đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta phải học theo những trẻ nhỏ để chúng ta tư duy, cái cách tư duy và cách nhìn nhận chúng ta đơn giản đi, không phức tạp hóa nó lên, đúng không ạ? Vâng. Đó là cái cách mà em muốn chia sẻ với mọi người, đó là những cái buổi đầu tiên chúng ta sẽ phải học tiếng Anh cơ bản thôi, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ học những cái gì thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay. Và một cái số cái những cái từ tiếng Anh này thì nó không, nội dung này nó không khác gì những cái phần trước. Có một số anh em đã học những cái bài trước rồi thì chúng ta thấy được là nó gần như tương tự giống nhau và chúng ta ôn lại. Còn một số ở đây em chia sẻ đến là một số anh em là những anh em mới và bắt đầu biết đến Hà Chi và biết đến em, thì hôm nay có rất nhiều anh em là mới, còn một số anh em thì đã học qua rồi thì chúng ta có thể cố gắng là nghe lại và để ôn lại, còn nhường lại cho những anh em mới được tiếp cận, đúng không ạ? Ok không ạ? Dạ. Một số anh em thì chúng ta đã học rồi thì thấy nó, những bài này nó là cơ bản từ đầu rồi. Còn một số anh em là mới thì chúng ta sẽ nhìn nhận từ đầu. Thì anh em đã học rồi thì chúng ta cố gắng nghe lại để ưu tiên cho những anh em đã chưa được học, đúng không ạ? Anh chị em chưa được học. Mọi người ok không ạ? Ok, comment ok đúng không ạ?
Vâng, có một số anh em đã nhận đến nhau rồi đúng không ạ? Vâng, có một số anh em nói đau nhầu không nhồi được đúng không ạ? Học theo cách của em đi nó sẽ không đau đầu đâu. Vâng. Một số anh em đã thấy nhận diện đến nhau rồi, ok không ạ? Vâng. Vâng. Học theo cách của em thì nó rất là đơn giản. Và có rất nhiều anh em là mới, có rất nhiều anh em đã xem rồi. Và ok thì chúng ta sẽ tiếp tục đến ngày hôm nay. Đó ạ. Một số anh em là mới, nhiều anh em là mới toanh luôn, em nói rồi. Em đi đào tạo các tỉnh rồi. Em thấy là rất nhiều anh em là không biết cái con cảm biến nó là cái gì. Và còn nhiều anh em còn chưa sử dụng đồng hồ bao giờ. Đây là cái những cái gì cơ bản nhất em sẽ chia sẻ đến mọi người. Đúng không ạ? Không có gì cao siêu cả. Cái cao siêu hay là sâu hay không ấy thì nó phải từ nền tảng mà lên. Tức là chúng ta phải đặt những cái chúng ta phải có cái nền móng thật tốt. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phát triển được lên. Còn những cái mà nhiều anh em chia sẻ cho mọi người cái ngọn ấy thì mọi người thấy là rất là hay, rất đúng thực tế thì mọi người áp dụng được ngay. Nhưng khi tại sao lại như vậy thì chúng ta lại không có cái mối liên hệ và cái tư duy để chúng ta biết được cái tại sao. Đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái bài ngày hôm nay, đó là tiếng Anh chuyên ngành. Những từ tại sao tiếng Anh sửa chữa là phải sử dụng đến những từ tiếng Anh, đúng không ạ? Thì mọi người cái giai đoạn đầu mọi người sẽ thấy đau đầu và mọi người sẽ thấy nó khó khăn. Thì bao giờ cái bước đầu tiên chúng ta sẽ thấy khó khăn. Nhưng khi chúng ta vượt qua được những cái bước đầu tiên này rồi thì những bước sau thì chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu anh em nào muốn cái phương pháp đó là không cần quan tâm phải nhớ, đúng không ạ? 30 hôm trước em giải thích rồi. 30 giải thích hôm trước. Không cần phải nhớ đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm những cách là phương pháp mà tra cứu, đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi đây là những cái từ tiếng Anh viết tắt vào trong cái nội dung mới. Vâng, chúng ta cần phải có những cái từ lý thuyết, đi từ lý thuyết đi lên. Còn cái việc trải nghiệm thì mọi người đã thấy được, chúng ta thường thường xuyên chúng ta thấy ở trên xe rồi, ngày nào chúng ta cũng sờ lên xe rồi, nhưng chúng ta không hiểu tại sao nó nguyên lý nó hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đây thì mọi người sẽ thấy được ở đây là như thế nào. Mọi người thấy được là những cái từ viết tắt ở đây em sẽ đã tổng hợp và cái tài liệu này khi cái slide những cái slide mới này em đã đào tạo và em đã tổng hợp lại và bắt đầu thấy chia sẻ những cái nội dung và nó cụ thể hơn và nó chi tiết hơn rất nhiều. Mọi người sẽ thấy được ở đây là những cái từ em đã viết tắt và hình ảnh mô phỏng cụ thể thì mọi người sẽ thấy được cái từ tiếng Anh này nó là cái gì và nó hình ảnh ra làm sao và nó dịch sang tiếng Việt thì nó là như thế nào, nó chức năng nhiệm vụ ra làm sao, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta chỉ học về tiếng Anh chuyên ngành, tức là những cái từ viết tắt ở trong những con cảm biến. Và sau này mọi người sẽ gọi và nói chuyện với nhau bằng những từ tiếng Anh chuyên ngành chứ không, chúng ta không gọi là con này, con kia, con cảm biến này, con kia, con củ đề hay là cái gì cả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải gọi những cái từ chuyên ngành. Chuyên ngành ở đây là gì thì mọi người sẽ thấy được, chuyên ngành là những cái từ mà có thể chúng ta không cần nói ra bằng lời, đúng không ạ? Chúng ta chỉ dơ hình ảnh hoặc chúng ta dơ hoặc là những cái từ viết tắt mọi người giống như là mô phỏng đơn giản nhất, ví dụ như là mọi người thấy có thể dơ cái cờ lê lên, cờ lê lên là có thể ở Tây người ta cũng hiểu cái cờ lê đấy là cái gì và nó làm nhiệm vụ gì. Thì đó, đây là những từ tiếng Anh. Hoặc rất nhiều anh em chúng ta đi mua phụ tùng thì chúng ta không thể nói được cái từ mà chúng ta cái hình, cái vật mà chúng ta cần mua, đúng không ạ? Cái linh kiện, cái phụ tùng chúng ta cần mua. Ví dụ như rất nhiều anh em là chúng ta muốn mua một cái cảm biến TB chẳng hạn, nhưng mà đến khi đến cửa hàng phụ tùng thì chúng ta chẳng biết nói với cái anh bán phụ tùng là cái gì cả, đúng không ạ? Rất khó diễn tả. Thì chúng ta có những cái từ ngữ chuyên môn là chúng ta nói với nhau bằng cái từ đó là gì. Bán cho em cảm biến TV của đời xe nào, năm sản xuất bao nhiêu, thì cái anh chị bán phụ tùng người ta sẽ hình dung ra ngay và người ta biết đó là cái gì và sẽ lấy được cho mọi người, đúng không ạ? Ok không ạ? Đấy là những cái từ tiếng Anh mà lợi thế mà chúng ta sẽ thấy được là ở trong cái phần này, đúng không ạ? Giáo trình hoàn toàn mới nhá, mọi người sẽ hình dung ở đây giáo trình hoàn toàn mới, những cái từ em sẽ viết tắt và những cái từ ở đây nó rất cụ thể cho mọi người, đúng không ạ? Nếu làm những cái hình ảnh và những cái slide như thế này thì mọi người thấy được là mình học nó có dễ hơn không ạ? Mọi người comment đi ạ, đúng không ạ? Là những cái từ này, đúng không ạ? Như cảm biến ECT, EOT. Ở đây mọi người sẽ thấy được là có rất nhiều anh em chúng ta nói với nhau là học FI. Theo mọi người FI là cái gì? Rồi bây giờ có câu hỏi mọi người này. Bây giờ chúng ta học về điện FI, đúng không ạ? Rất nhiều anh nói là bây giờ đi học FI. Thì bây giờ FI là cái gì? Rất nhiều anh em nói với nhau là FI thì nhưng mà chả hiểu FI là cái gì cả, đúng không ạ? Em không bao giờ thích từ FI đâu, nhưng mà khi cái từ FI này là anh em lại hiểu nhất, đó là liên quan đến điện tử, đúng không ạ? Thì theo anh em nó là FI nó là cái gì? Sửa FI là cái gì ạ? Rất nhiều anh em không giải thích được, đúng không ạ? Những cái từ cơ bản thôi. FI bản chất cái từ FI ấy, đúng không ạ? Mọi người hình dung là điện FI không? Rất nhiều anh em nói là về điện FI. Thì FI nó là gì? FI từ F viết tắt của từ fuel, đúng không ạ? Từ tắt F viết tắt của từ fuel ở đây tức là viết tắt của là gì ạ? Từ nhiên liệu tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt nó là nhiên liệu, đúng không ạ? I ở đây tính là viết tắt của từ injector, tức là từ gì ạ? Kim phun, đúng không ạ? Kim phun. Thế là FI ở đây là gì? Chúng ta chỉ nói về vấn đề nó là gì ạ?
là kim phun nhiên liệu thôi. Đó, anh em học có gọi là học học điện FI, thì FI ở đây viết tắt nó là từ fuel, viết tắt của từ fuel. Mọi người nhìn trên cái mô hình ở đây, cho chữ ở đây có nhiều anh em có nhìn thấy không ạ? Ở trên chữ này đó là fuel, F viết tắt từ fuel tức là nhiên liệu, I viết tắt của injector là kim phun nhiên liệu nha. Rất nhiều anh em là chúng ta học xong có những cái từ cơ bản thôi chúng ta phải hiểu được đó, FI đúng không ạ? Cái từ viết tắt của từ program tức là cái từ PGMFI ấy, đúng không ạ? PGMFI đó là viết tắt của từ program fuel injector section, tức là cái hệ thống điều khiển phun xăng điện tử. Thì mọi người, đấy là những từ cơ bản nhất mọi người sẽ học, và em sẽ không đọc tiếng Anh rất nhiều, em không đọc tiếng Anh vì rất nhiều anh em chúng ta không sử dụng đến tiếng Anh, nên là những cái từ cơ bản mọi người đều phải học, mọi người đều phải hiểu những cái từ cơ bản này thôi. FI là cái gì đúng không? Những từ cơ bản thôi, còn sau này em sẽ không đọc từ tiếng Anh đâu, mọi người sẽ không bị rối. Chúng ta sẽ học những từ cơ bản nhất là những từ ECT là gì, IAT là gì, TB là gì, là những cái từ cơ bản nhất đúng không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Ok không ạ? Vâng, gần 500 anh em xem rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người chia sẻ cái những cái live stream này lên cho nhiều anh em chúng ta. Có rất nhiều anh em là ở khu vực sâu, gọi là vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận. Thì mong muốn là cái chia sẻ này đến được với anh em thợ, để giúp ích được trong anh em thợ, một phần nào trong anh em thợ của khu vực, đúng không ạ? Mong muốn để anh em cố gắng làm sao phát triển được cái nghề của mình lên, đúng không ạ? Học ở rất nhiều nơi, em khuyến khích mọi người lên học ở nhiều nơi, đúng không ạ? Không nên học một chỗ nào cả, học nhiều nơi, càng nhiều càng tốt, mỗi một nơi có một cái hay, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là những cái từ mọi người sẽ hình dung ra được không ạ? Vâng, những cái từ rất cơ bản thôi nhưng rất nhiều anh em không biết, đúng không ạ? Có một số anh em thì đã qua rất nhiều rồi. Vâng, đúng không ạ? Mọi người thấy ok không ạ? Những cái từ đây sẽ thấy được là ECT, EOT, sensor. Mọi người hình dung ra những cái từ sensor ở đây là gì? Nó là từ viết tắt, sang dịch sang tiếng Việt thì nó gọi là cảm biến, còn tiếng Anh người ta gọi là sensor. Sensor, đúng không ạ? Những từ cơ bản thôi, những từ cơ bản thôi, không có gì phức tạp. Ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy được là từ ECT nó viết tắt. Đây là cái bảng mô phỏng thôi. Một chút nữa thì mọi người sẽ thấy được là em sẽ vẽ mô phỏng cho mọi người thấy được là những cái cảm biến này nó tên là gì và nó nằm ở đâu. Và chúng ta có thể nhìn sơ qua sơ bộ chúng ta có thể kiểm tra được cách bằng ngay trên máy chẩn đoán được luôn. Hôm nay chúng ta học tên thôi chứ học về cảm biến nhá. Nên là nó sẽ không có gì phức tạp đâu. Cố gắng nghĩ đơn giản đi. Mọi người cố gắng chúng ta bỏ ra những thời gian nó cơ bản, nghĩ đầu để mục đích những buổi đầu để mọi người giải thoát cái đầu ra của mình, nó quá nhớ quá nhiều, đúng không? Cái đầu của mình đang nhớ quá nhiều, thế nên là em đang giải thoát cho mọi người không phải nhớ nữa, đúng không? Không phải nhớ nữa. Rồi, xin chào mọi người, gần 500 anh em rồi đúng không ạ? Mọi người chia sẻ mạnh lên. Rồi, xin chào. Và chúng ta sẽ thấy được là những cái cảm biến và những cái hình ảnh mô phỏng như này. Và có một số anh em nói là có bán tài liệu không, thì thực tế là em không bán tài liệu đó, không bán tài liệu. Rất nhiều anh em nói. Vâng, thì đây mọi người sẽ thấy được cái mô phỏng trên slide của em này. Đó, như slide. Thì mọi người sẽ thấy được là ở đây là những cảm biến IAT là ở đâu. Em đã khoanh tròn rất là rõ ràng. Và những cái từ này là ở đâu và dịch sang tiếng Việt nó là gì. Và một chút nữa chúng ta sẽ học về nó và chúng sẽ nó biết nó nằm ở đâu. Đúng không ạ? Rồi, cảm biến IAT. IAT sensor đúng không ạ? Là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Rồi, chúng ta sẽ học. Sau này chúng ta sẽ học về cảm biến nhiệt độ khí nạp như thế nào và kiểm tra nó như nào. Mọi người sẽ bỏ ra trong vòng khoảng 3 đến... À, từ 1 đến 2 phút là chúng ta sẽ kiểm tra được gần như hết các cảm biến ở trên xe này như này rồi. Đúng không ạ? Mọi người muốn bỏ ra 2 phút để chúng ta kiểm tra được tất cả cảm biến này không? Comment đi ạ. Vâng. Mọi người comment đi ạ. Chúng ta muốn bỏ ra 2 phút để chúng ta kiểm tra được tất cả cảm biến trên xe như này được không? Ở trong phần sửa điện này mọi người sẽ hình dung ra chúng ta có hai phần tư duy. Một phần tư duy là chúng ta hiểu về nó hoạt động như làm sao. Và thứ hai là chúng ta áp dụng và sửa chữa. Áp dụng sửa chữa là chúng ta sẽ bắt buộc và chúng ta phải đọc sơ đồ. Chúng ta phải đọc được sơ đồ thì chúng ta sẽ mới sửa chữa được nó. Chúng ta mới không bị nhìn một bớ dây. Ví dụ như là mọi người mở ra một con ECM nó khoảng 33 chân, bây giờ chúng ta không thể nào mà nhớ được 33 chân đấy được, và sau này nó chỉ lỗi ở trên xe, nó chỉ lỗi 1 đến 2 cảm biến mà thôi, mà có thể là chỉ một cảm biến mà thôi. Nên là chúng ta chỉ cần xác định, chỉ sờ đúng một sợi dây là chúng ta đã biết được nó bị hỏng ở đâu rồi, nhìn trên sơ đồ chúng ta xác định được ngay, đúng không ạ? Vâng, ok không ạ? Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Đây là những cái mô phỏng thôi. Rồi, bây giờ em sẽ đọc qua một chút, một lượt qua những cái phần này nhá. Đọc lượt qua một lần này. Đó là những cái cảm biến và những cái phần này. Có rất nhiều anh em có ở trên màn hình có nhìn được không ạ? Có một số anh em là gì ạ? Có một số anh em là phát lên hẳn tivi luôn, nhìn nó to luôn. Đúng không ạ? Có một số anh em nhìn hẳn luôn. Vâng. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra những cảm biến này trong vòng 2 phút thôi. Và không cần phải nhớ nhá. Với phương pháp của em là không phải nhớ mà chúng ta phải hiểu được nó. Đúng không ạ? Hiểu như cách e xem nó hiểu. Rồi, bây giờ em sẽ đọc một lượt qua những cái cảm biến ở trên này và mô phỏng lại nó là cái gì, đúng không ạ? Có một số anh em là sử dụng cái điện thoại nó nhỏ, chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Và chúng ta lưu ý là trong những bài sau là mọi người sẽ sử dụng hai điện thoại cho em nhá. Vì sao phải sử dụng hai điện thoại? Một là điện thoại để chúng ta cùng xem, và thứ hai là điện thoại em sẽ yêu cầu mọi người phải tra cứu trên phần mềm Omoto.
Và sau này trong những bài học ở đây em sẽ có bài tập về nhà mọi người sẽ phải trả lời. Mọi người ok cái phần bài tập không ạ? Em sẽ đưa cái bài tập mọi người sẽ phải trả lời, chứ không phải học miễn phí là không có trách nhiệm nhá. Mọi hình dung ra là mọi muốn là gì để mọi người phải làm được. Được không ạ? Em sẽ làm bài tập, đưa cho bài tập mọi người có cần cái bài tập mà làm không? Em sẽ đưa cái bài tập để test lại cho mọi người là để mức độ mọi người sau khi bài đấy thì sau khi bài kết thúc mọi người hiểu đến bao nhiêu phần trăm. Ok không ạ? Rồi bây giờ mọi người em sẽ đưa cái xong khi kết thúc bài học em sẽ đưa bài tập thì mọi người có làm không? Vâng, vừa rồi có sự cố. Vâng, vừa rồi có sự cố rơi mất cái màn chiếu của em. Vâng. Đó mọi người ok cái việc là chúng ta khi học thì chúng ta sẽ cần đến làm bài tập không ạ? Và vừa rồi nó bị rơi mất cái sự cố, rơi mất cái màn chiếu của em. Vâng. Ok không ạ? Vâng, chúng ta sẽ phải làm bài tập nhá để em test lại cái việc là mọi người có cái hiểu cái nhận thức cái khi em trao đổi cho chia sẻ cho mọi người có hiểu được bao nhiêu phần trăm để em chỉnh sửa lại cái giáo trình phù hợp với mọi người, đúng không? Có một số anh em thì chúng ta đã học qua rồi thì chúng ta ôn lại thôi. Còn mọi người hãy cố gắng là ưu tiên những anh em chưa chưa được tiếp cận mọi người nhá. Cái mục đích em chia sẻ ở đây là chia sẻ cho nhiều anh em chưa được tiếp cận và thứ hai là để cho một số anh em đã học rồi ôn lại, đúng không? Lên rất bài học rất chi tiết, đúng không ạ? Vâng. Rồi. Đây là sẽ có bài tập nhá. Bây giờ em sẽ đọc lại một lần này. Cảm biến ECT và EOT. Đúng không ạ? Sensor, EOT, ECT sensor. Nó là cảm biến nhiệt độ động cơ và cảm biến nhiệt độ dầu động cơ. Một hình dung này, cảm biến ECT là cảm biến cho những loại xe là có dung dịch nước làm mát thì người ta sẽ gọi là cảm biến ECT là cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ, hoặc là cảm biến EOT. EOT là cảm biến nhiệt độ của dầu động cơ, tức là những cái loại xe không có nước làm mát, ví dụ như Vision, ví dụ như là Peugeot thì nó sẽ không có nước làm mát thì người ta sẽ gọi là cảm biến EOT, và cảm biến EOT này sẽ nhiệt độ nó sẽ cao hơn so với cảm biến nhiệt độ ECT, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo là cảm biến IAT. Cảm biến IAT là gì? Là cảm biến nhiệt độ khí nạp, đúng không ạ? Cảm biến nhiệt độ khí nạp. Sensor, mọi người hình dung là từ sensor ấy, từ sensor là viết tắt là từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt nó là cảm biến, đúng không ạ? IAT, cảm biến IAT đó là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ khí nạp sau nhé. Và buổi ngày hôm sau và sau nữa chúng ta sẽ học về cảm biến. Và sau này mọi người thấy được mấy con cảm biến trên xe nó không có gì phức tạp cả, nó báo lỗi thì sửa càng dễ, được không? Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với là cảm biến TB. TB là cảm biến vị trí bơm ga để mục đích xác định vị trí bơm ga, và nó TB là cái mối liên hệ kết nối giữa mong muốn của con người với chiếc xe của chúng ta. Ví dụ như là mong muốn của con người là muốn tăng tốc hay muốn giảm ga hay muốn như nào thì chính là TB nó sẽ cảm nhận được, nó kết nối giữa con người, mong muốn con người với chiếc xe, đúng không ạ? Cảm biến TB là cảm biến vị trí bơm ga. Tiếp theo là đến cảm biến MAP. Cảm biến MAP là cảm biến áp suất tuyệt đối của hút, và chúng ta sẽ nhìn vào cảm biến MAP này để chúng ta xác định được là cái chiếc xe của chúng ta bị lỗi liên quan đến cơ khí, liên quan đến lọc gió, liên quan đến turbo, thì chúng ta sẽ nhìn vào cảm biến MAP để chúng ta xác định được, đúng không ạ? Mọi người muốn nhìn cái thông số ở trên MAP này ra được cái thông số không ạ? Đúng không ạ? Rồi cảm biến tiếp theo là cảm biến oxy. Oxy, đúng không? Cảm biến oxy là gì? Cảm biến nó sẽ là cảm biến cuối nguồn. Cảm biến oxy này nó sẽ liên quan đến một hệ thống vòng lọc kín, tức là gì? Chúng ta sẽ phải hình dung ra được là cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ có đầu vào điều khiển trung tâm và điều khiển cuối nguồn, tức là gì? Cảm biến oxy nó cảm nhận được là cái lượng nhiên liệu chúng ta đốt, sau khi đốt phản ứng cháy xong đốt ra và nó xả ra môi trường, xả ra bô ấy, là nó có dư nhiên liệu không, hay là nghèo nhiên liệu, hay giàu nhiên liệu, hay là có tỷ lệ ra làm sao, thì lúc đấy cảm biến oxy nó sẽ cảm nhận được và nó phản hồi lại về cho gì ạ? Cho ECM để ECM tối ưu và để gì ạ? Để điều khiển cho những lần phun tiếp theo. Mọi người lưu ý là ở lần phun tiếp theo chứ không phải lần phun đấy nhá. Vì lần phun đấy nó hoàn thành xong rồi, lúc đấy cảm biến oxy nó đo, nó xác định được và nó xác định được là đang đậm hay nhạt, đúng không ạ? Đậm hay nhạt nhiên liệu thì để nó điều chỉnh cho lần phun tiếp theo là tăng hoặc giảm, đúng không ạ? Thì sau này chúng ta sẽ học vào chỉ số, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cảm biến oxy nó sẽ điều chỉnh như thế nào cho với cái thời gian phun, đúng không ạ? Rất nhiều thứ sau này sẽ chỉ được. Buổi ngày hôm nay chúng ta chỉ cơ bản như vậy thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cảm biến CKV. Cái đời cũ chúng ta hay gọi là con sung, con khích, con khiển,
đúng không ạ? Cắt từ rất là nhiều từ, rất là nhiều từ ở khu vực, theo khu vực của anh em gọi, nhưng mà khi đến bây giờ nó sẽ có quy chuẩn theo từ kỹ thuật thì người ta sẽ gọi là cảm biến CKB. Cảm biến CKB là mục đích là để xác định vị trí của trục khỉu, tức là xác định được để tính toán đến thời gian phun xăng và thời điểm đánh lửa là cảm biến CKB nó sẽ xác định được, đúng không ạ? Tiếp theo là cảm biến VS. Cảm biến VS là gì? Cảm biến VS là xác định được tốc độ bánh xe của chúng ta đang hoạt động là bao nhiêu. Không còn, mọi người hình dung ra đến thời điểm bây giờ không còn cái dây công tơ mét để chúng ta thay đâu, đúng không ạ? Cái ví dụ như dòng xe Honda gần như bây giờ chúng ta không còn dây công tơ mét cơ khí để chúng ta thay nữa, mà nó sẽ chuyển sang, đó là chuyển sang phần điện tử rồi, đúng không ạ? Xác định bằng điện tử rồi. Thì cảm biến VS nó cũng chính là một trong bốn con cảm biến của CKB, nó chính là cảm biến Hall, đúng không ạ? Xác định cảm biến Hall thì chúng ta sẽ học ở sau này. Tiếp theo là van ECV. Mọi người lưu ý, van ECV nó không được gọi là cảm biến, nó gọi là van và nó là được cơ cấu chấp hành, không được gọi là cảm biến. Van ECV, van ESC nó là do ECM điều khiển. Nó sẽ lấy tín hiệu từ nhiệt độ, tín hiệu từ tốc độ động cơ và một số tín hiệu khác để nó điều chỉnh cái van ECV để cung cấp cái lượng gió vào để duy trì tốc độ không tải, đúng không ạ? Van ECV, mọi người hình dung van ECV để mục đích là để duy trì tốc độ không tải, và nó là cơ cấu chấp hành chứ không phải là cảm biến. Rất nhiều anh em nói là nó cảm biến nhưng mà hiện tại nó là sai. Nó không gọi là cảm biến mà nó là do ECM điều khiển, và khi ECM điều khiển thì gọi là cơ cấu chấp hành, đúng không ạ? Cái này xong mình sẽ học tìm hiểu phần sau. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái rắc để gọi là rắc DLC. Rắc DLC này là cái gì? Mọi người sẽ thấy được là mọi nhiều anh em là xóa lỗi thủ công, đúng không ạ? Rồi cái rắc DLC này thì chút nữa sẽ giải thích cho mọi người từ DLC là viết tắt của những từ nào, đúng không ạ? Rồi ECM thì mọi người hay gọi, ngày xưa gọi là IC, đúng không ạ? IC thì ngày xưa gọi là IC cũng được, vì IC nó chỉ nằm ở đời những đời xe CDI AC và CDI DC, giống như gọi là Zimway ấy, đánh lửa Zimway ấy, gọi là đánh lửa điện bình, đánh lửa điện quận phát ấy, quận nổ ấy, đúng không ạ? Thì lúc đấy cái IC đó chỉ làm một nhiệm vụ là đánh lửa thôi, đúng không ạ? IC đấy chỉ làm một nhiệm vụ đánh lửa. Nhưng khi ECM này nó sẽ là điều khiển rất nhiều thứ, ví dụ mọi người thấy là điều khiển phun xăng, điều khiển đánh lửa, điều khiển nhiệm van ECV, đúng không ạ? Rất nhiều thứ nó điều khiển thì người ta sẽ không gọi là IC nữa, vì ở bên trong nó tích hợp rất nhiều IC vào rồi, đúng không ạ? Nó sẽ điều khiển chung thì người ta sẽ không gọi là IC, đúng không ạ? Người ta gọi ECM, khối điều khiển động cơ. Rồi tiếp theo mọi người sẽ thấy được là cái hệ thống khóa thông minh Smart Key của chúng ta, thì bây giờ nó sẽ có một cái hộp, thì người ta gọi là hộp này gọi là SU. SU rất nhiều anh em không phân biệt được là mở cái xe ra thấy nó nhiều, thấy nó nhiều nhiều quá, đúng không ạ? Đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy được là ở đây là SU, rất nhiều anh em tháo ra thấy tự nhiên nó con xe này nó nhiều IC quá, không biết nó IC gì, đúng không ạ? À, một con SU này nó điều khiển là khối điều khiển thông minh, tức là nó sẽ điều khiển vào cái lúc một khóa của chúng ta. Còn tiếp theo là mọi người sẽ thấy được là cái SU này thì nó sẽ liên quan đến cái phần đó là phần Smart Key. Thì ở trong phần đào tạo này thì không có cái nội dung về Smart Key. Và tiếp theo là đến ABS. ABS là khối điều khiển phanh, đó, khối điều, ABS là khối điều khiển phanh, thì nó giúp cho cái, nó là hệ thống an toàn. Ví dụ như là ở FI, mọi người gọi là hệ thống điện FI, đúng không? FI là mục đích là để tiết kiệm nhiên liệu. FI là mục đích để tiết kiệm nhiên liệu. Còn SU là gì ạ? SU là khối điều khiển thông minh, tức là nó liên quan đến mục đích là bảo vệ tài sản, đúng không? Mục đích là bảo vệ tài sản. Rồi tiếp theo là gì ạ? ABS. ABS chính là rất quan trọng. Rất nhiều anh em hoặc rất nhiều người dân, người ta lại không để ý đến cái phần ABS, vì ABS chính là cái phần nó bảo vệ con người, bảo vệ tính mạng con người, nó là hệ thống an toàn. Thì những rất nhiều người dân thì lại thấy nó đắt tiền quá, lại bỏ đi, lại mua cái bản gì ạ? CBS, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì lúc đấy làm sao ạ? Cái không cần mức độ an toàn nữa, người ta sẽ cần thấy rẻ tiền thôi. Người ta cần rẻ tiền thì ta không cần an toàn, đúng không ạ? Nhưng thực tế mọi người hình dung ra cái phần Smart Key thì là bảo vệ tài sản, còn ABS nó liên quan đến bảo vệ tính mạng con người, đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Rồi, thì Việt Nam thì chúng ta thấy rẻ là thôi, còn tính mạng thì bỏ qua, cứ rẻ là được, đúng không ạ? Rẻ đẹp. Rồi, xin chào 500 anh em nhá. Gần chạm 500 anh em rồi. Rồi đấy là những cái hình ảnh mà mô phỏng cho mọi người thấy được là những cái từ tiếng Anh, từ viết tắt. Một số anh em chúng ta học rồi thì chúng ta cố gắng bớt chút thời gian ôn lại. Còn một số anh em là rất nhiều anh em là anh em mới, rất nhiều anh em là mới tinh chưa biết cái gì cả. Nên là em mục đích của em đây chia sẻ cho những anh em gọi là mới tinh, đúng không ạ? Mới tinh luôn. Rồi xin chào. Và xin chào mọi người. Một mục đích chia sẻ cho anh em mới tinh nhá. Một số anh em chúng ta học rồi thì chúng ta cố gắng ôn lại một chút vậy, đúng không ạ? Nghe chém gió tí thôi. Rồi. Vâng, xin chào. Rồi bây giờ em sẽ làm những cái mô phỏng, và sau này em sẽ làm những cái tình
những cái cảm biến và mô phỏng chi tiết ở trên xe nó sẽ nằm ở vị trí nào, đúng không ạ? Nó sẽ nằm ở vị trí nào ở trên xe chẳng hạn. Ví dụ như ở đây em đang mô phỏng cho mọi người thấy được là kim phun, viết tắt của tiếng Anh nó là gì, đúng không ạ? Từ tiếng Anh là gì, rồi thì tiếng Việt là gì, rồi hình ảnh nó làm sao, nó nằm ở vị trí nào ở trên xe, chúng ta đều nhìn thấy được, đúng không ạ? Chúng ta đều nhìn thấy được. Ví dụ như là cảm biến ECT, EOT nó nằm ở đâu ở trên xe, rồi cảm biến MAP trong bộ ba cảm biến này nó nằm ở đâu. Vì rất nhiều em đi ở tỉnh rồi, em đi rất nhiều tỉnh thì có rất nhiều đào tạo, rất nhiều tỉnh thì có rất nhiều anh em là chúng ta còn chưa dám tháo các bộ ba cảm biến này ra để vệ sinh, đúng không ạ? Đến xe đến bảo dưỡng thì chỉ biết làm ở phần ngoài bảo dưỡng, rồi bát phốt bảo dưỡng mọi thứ, phần cơ khí bảo dưỡng, phần côn, nhưng cuối cùng phần điện tử thì chúng ta không, nhiều anh em không dám làm. Vì sao? Vì sợ tháo ra nó bị báo lỗi, rất nhiều anh em sợ báo lỗi. Vì thực tế sau vài một hai buổi nữa mọi người sẽ thấy được là gì, báo lỗi cực kỳ đơn giản, không khó. Xe không báo lỗi mới là cái cách chúng ta cần sửa, còn cái việc báo lỗi thì nó quá dễ để chúng ta sửa rồi, đúng không ạ? Cái chúng ta mục đích chúng ta sửa cái xe không báo lỗi là những cái xe nó chạy nó không ngon ấy, đúng không ạ? Nó không báo lỗi mà nó chạy nó không ngon ấy, thì lúc đấy mới là cái cần để chúng ta sửa. Còn những cái việc cái xe báo lỗi thì cực kỳ đơn giản nhá, mọi người lưu ý là cực kỳ đơn giản, đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản. Cái mục đích của mình sửa là sửa xe không báo lỗi nhá, mọi người lưu ý là sửa xe không báo lỗi chứ không phải sửa xe những cái xe báo lỗi, cực kỳ đơn giản. Và mô phỏng ở đây cho mọi người thấy được là những cái cảm biến này nó nằm ở đâu, nằm ở vị trí nào ở trên xe, và sau này chúng ta sẽ học về những cái phần nó là phần kiểm tra nó như thế nào, đúng không ạ? Mỗi một cảm biến này nó có nguyên lý hoạt động của nó như nào, nguyên lý hoạt động như nào và cách kiểm tra nó làm sao. Và nó sau này mọi người chỉ cần sờ một đến hai sợi dây thôi, chứ không cần phải tháo tung cái xe ra, để có nhiều anh em rạch hết, rạch lát cả bộ dây ra nhưng mà cuối cùng vẫn không ra bệnh, đúng không ạ? Có anh nào làm chưa, thay toàn bộ xe rồi, thay toàn bộ hết rồi, rạch nát cả bộ dây ra nhưng cuối cùng vẫn không không được, họ không sửa được xe vẫn không ra bệnh. Vâng, có nhiều anh em comment là lỗi trong giải, đúng không ạ? Đấy là chính là những cái việc mà chúng ta cần sửa chứ không phải đơn thuần những cái báo lỗi. Nên là anh em, những một số anh em là chúng ta không sợ báo lỗi ấy, thì đừng lo, đừng lo, đúng không ạ? Sau này chúng ta không sợ báo lỗi nữa, xe sửa báo lỗi cực kỳ dễ, đúng không ạ? Ok không ạ? Đó, xin chào anh em, ok thì có cho comment luôn ạ. Ok, đúng không ạ? Hồi những cái buổi này thì chúng ta giãn cái đầu ra, giãn cái đầu ra. Một số anh em là chúng ta đang bị rối rất nhiều, vì rất nhiều kênh tham khảo, rất nhiều kênh, nên là rất nhiều kênh có rất nhiều cách, nên là nhiều anh em bị rối. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cách là chúng ta thải độc gọi là chúng ta giảm cái bộ giảm tải cái đầu của chúng ta đi, đúng không ạ? Xếp cho nó làm sao nó ngăn nắp hơn, đúng không ạ? Vâng, cái phương pháp của em nó đơn giản đi, đúng không ạ? Đơn giản đi, không nhiều, không phải nhớ nhiều đâu. Quan trọng là mọi người sẽ phải hiểu cái giai đoạn đầu, mấy buổi đầu này mọi người sẽ có thấy hơi căng thẳng một chút, nó hơi khó vì nó không tiếp cận vào xe nhiều, nên nhiều anh em thấy nó như vậy. Và hơn trăm trăm anh em rồi, đúng không ạ? Đợt này live stream trên trang fanpage nên là nó sẽ không bị chặn. Ngày xưa 500 là bị chặn ngay rồi, nó sập ngay. Giờ là hơn 500 rồi vẫn không thấy bị sao. Rồi, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi. Vâng, xin chào. Rồi, đây là những cái phần mọi người sẽ thấy được ở đây. Thì em theo theo mọi người đã mô phỏng như này thì mọi người có dễ hình dung không? Một số anh em là chưa dám tháo xe bao giờ, có dám bây giờ dám tháo chưa? Rồi, một số anh em có dám tháo không? Bây giờ một số anh em là có dám tháo không? Bây giờ comment thật nhá, comment thật là những anh em là chưa dám tháo bộ ba cảm biến này, tháo những cái cảm biến này ra bao giờ không? Hôm nay xem trong livestream này, ngày mai dám tháo không? Đúng không ạ? Hỏng em chịu. Đấy ạ. Vâng. Vâng, cái cách của em không đo kiểm đâu nhá. Chúng ta sẽ hiểu như một con em xem hiểu thôi. Rất đơn giản. Hiểu bằng con số điện áp và bằng công cách công cụ. Rồi, một số anh em là chúng ta ngày xưa không dám tháo và bây giờ sau xem những buổi livestream này, ngày mai có dám tháo không ạ? Vâng. Và video để lại nhá. Rồi, có những anh em tháo bình thường rồi, nhưng một số anh em còn không dám tháo thì hôm nay cố gắng. Vâng, mọi người cố gắng là cứ tháo ra đi. Vâng, ngày mai ngày kia nó mới thông não, nhưng hôm nay thì nó chưa có gì cả. Hôm nay chỉ là những cái phần sơ khai thôi mọi người ạ. Hôm nay những buổi sơ khai thôi, những buổi sau này hay hơn rất nhiều. Về giáo trình em thay đổi rất nhiều rồi, đúng không ạ? Một số anh em đã học và có thể quay lại ôn lại thì nó sẽ hiểu hơn rất nhiều, đúng không ạ? Một số anh em mới có thể nhìn vào được luôn. Ok không ạ? Rồi, ngày mai em sẽ làm bài. Buổi hôm nay thì chưa có bài tập nhá. Những buổi sau liên quan đến phần đấy em sẽ có bài tập về nhà, mọi người có làm không? Comment một cái là nếu đưa bài tập mọi người có làm không? Đúng không ạ? Vâng. Thật lòng nhá, ở đây là lên đây nói đừng giấu dốt. Dốt một phút còn hơn dốt cả cả phần còn lại, đúng không ạ? Vâng. Vâng.
Mọi người lưu ý là lên trên này đều là anh em thợ thôi, mọi người comment bình thường, không hiểu comment lại em sẽ giải thích. Được, đừng giấu, nhiều anh em là giấu lắm, ngại đúng không, ngại chia sẻ lên đây sợ mình thế này kia, đừng sợ, dốt phải học đúng không ạ. Vâng, em sẽ làm cái những bài tập mọi người sẽ phải làm trả lời những bài tập nhá. Cái này là tự giác thôi. Tinh thần mọi người lưu ý ở đây là lớp online miễn phí là tinh thần tự giác. Đó là cái mọi người được, chứ em không cần ép mọi người. Mọi người cố gắng làm để em nhìn thấy mọi người có hiểu được cái phần này hay không hiểu thì em sẽ làm những cái phần khác để đơn giản hơn nữa để cho mọi người dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Chứ không phải là cái việc ở đây là làm bài kiểm tra để làm cái gì thì thách thức mọi người, mà mọi người ở đây là để cảm nhận được cái nhận thức của mình đã hiểu bài đến như thế nào thôi, đúng không ạ? Đó là sự phản hồi. Đúng không ạ? Ok không ạ? Đó là sự phản hồi. Rồi. Vâng. Miễn phí nhưng vẫn phải có trách nhiệm đúng không ạ? Không phải đào tạo mà xong là bỏ vương người ta được. Rồi ok. Cảm ơn mọi người. Gần 600 anh em đến nơi rồi. Vâng, cứ làm đi. À mọi người lưu ý này, ở cái kênh YouTube và kênh Facebook là kênh quảng bá thương hiệu, mọi người cố gắng làm sao up dịp kênh làm xe xong chụp ảnh rồi đăng lên YouTube thật nhiều, đăng lên Facebook thật nhiều vào. Vì kênh Facebook ở đây hiện tại với mới bây giờ đến thời điểm bây giờ mọi người hình dung ra khách hàng của mình ở trên Facebook nhiều hơn ở nhà. Đúng không ạ? Nên là mọi người hãy hình dung ra rất nhiều anh em ở cửa khách ở sát nhà mình, hàng xóm nhà mình nhưng mà lại không mang xe ra nhà mình làm. Người ta mang xe đến tận đâu đâu làm ấy. Đúng không ạ? Nhưng mình ở đây là mình làm được nhưng mình không quảng bá. Cái kênh Facebook là kênh quảng bá, mọi người lưu ý ở đây này. Em chia sẻ với mọi người là cái phần này nó là phần kênh Facebook là kênh quảng bá thương hiệu của mình, thương hiệu cá nhân của mình. Nên mọi người cố gắng tận dụng nó thật nhiều vào. Nó là kênh miễn phí mà khách hàng của mình ở trên thời gian trên Facebook nhiều hơn thời gian ở nhà. Và mình gặp khách hàng bằng cách là gặp trên Facebook. Đúng không ạ? Nên mọi người cố gắng chia sẻ ở trên Facebook thật nhiều vào. Có nhiều anh em nói là Facebook chia đăng lên đấy ngại lắm, đúng không ạ? Ngại một hai buổi thôi, buổi sau đó là kênh chia sẻ. Giống như mọi người đang gặp em ở đây chính là gặp ở trên Facebook. Đó là kênh chia sẻ. Đúng không ạ? Đừng nghĩ nó là cái gì cả. Nên mọi người cố gắng up lên Facebook thật nhiều vào. Vì sao? Để khách hàng người ta nhìn thấy là à ông này ông làm được. Đúng không ạ? À ông này làm được. Có rất nhiều anh em ở hàng xóm mình người ta không tin mình, người ta không thấy mình làm bao giờ ấy, thì người ta sẽ không mang đến mình. Nên là mọi người cố gắng đưa cái kênh lên kênh Facebook của mình ấy. Kênh Facebook là kênh cá nhân của mình thì người ta sẽ nhìn thấy mình nhiều hơn. Đừng đưa lên Facebook để khoe tiền, khoe gì đó kia, đừng bỏ qua đi. Đúng không ạ? Chúng ta làm cái việc kênh Facebook là kênh hình ảnh cá nhân của mình trên online. Thế nên là mọi người cố gắng xuất hiện ở trên Facebook thật nhiều vào, kênh YouTube rất nhiều vào. Đúng không ạ? Đó là cái cách mọi người chia sẻ. Khách hàng ở trên Facebook rất nhiều. Chúng ta phải cố gắng kéo từ cái Facebook về. Nên là cố gắng mọi người làm thật nhiều và chia sẻ thật nhiều vào. Những cái cơ bản thôi nhưng mà thực tế khách hàng người ta lại thấy đó rất là cao siêu. Đúng không ạ? Rất nhiều người người ta nhìn vào thấy à ông này ông làm được cái này siêu vậy, đúng không ạ? Nhưng thực tế nó rất là cơ bản. Vâng. Đúng không ạ? Nên là cố gắng nhá, mọi người chia sẻ Facebook thật nhiều vào, đăng lên, đừng ngại gì cả. Một hai buổi đầu sẽ rất nhiều người nói rất nhiều người nói là gì ông này thế nọ thế kia, đừng bỏ qua kệ. Đó là kênh chia sẻ, được không ạ? Một vài buổi đầu thôi, buổi sau người ta biết mình quảng cáo rồi. Đúng không ạ? Vâng, cố gắng nha mọi người, cố gắng chia sẻ Facebook thật nhiều vào. Chia sẻ Facebook. Facebook mới là cái cách một kênh quảng cáo ạ. Mọi người gặp em ở trên này cũng là gặp Facebook, làm sao gặp được em, đúng không? Thì nên là cố gắng Facebook, chia sẻ Facebook. Đăng lên thật nhiều vào. Hôm nay làm gì xét ECM này, hôm nay lạp phần mềm, hôm nay nâng cấp phần mềm, đăng lên. Ô khách hàng người ta bảo ô tự nhiên ông hàng xóm ấy. Thực tế hàng xóm người ta không sửa xe mình đâu, nhưng mà người ta lại giới thiệu là trong cái cuộc nói chuyện hoặc trong cái cuộc họp nào đấy người ta gặp một khách hàng nào khác, người ta bảo ơ xe này của em đang bị hỏng xe và xe bị gì, thì tự nhiên mình bảo ơ tôi thấy hàng xóm nhà tôi ông ấy làm được này, cái này đấy, ông ấy đang toàn dùng bằng máy thôi, gì gì đấy, thì tất nhiên khách hàng tự động nó kéo đến. Có khi hàng xóm mình không sửa nhưng mà giới thiệu cho bạn bè của hàng xóm mình đến, đúng không? Rất nhiều. Đó là cách mọi người sẽ chia sẻ. Vâng. Vâng, đó là cách em chia sẻ mọi người. Kênh Facebook, kênh mạng xã hội đó là kênh chia sẻ, đừng lên đấy khoe cái gì hết. Làm thôi. Đó là cái cách mình nhận diện ở trên mạng xã hội, đúng không ạ? Rồi mọi người nhớ nhá, mọi người hãy chia sẻ trên Facebook thật nhiều vào, thật nhiều để hàng xóm mình biết, đúng không ạ? Để hàng xóm mình biết đó. Mình không cần phải quảng cáo nhiều, hàng xóm mình biết là sướng rồi. Vì cái việc là ở trên Facebook nó là hình ảnh marketing. Nó là marketing không đồng, mọi người cố gắng đăng lên, đừng đưa lên đây là trao hôm nay tồi tệ cái gì, đừng bỏ đi, đúng không? Mình hôm nay là gì, cuộc sống cũng làm phải tươi đẹp, bỏ lên, đăng lên, đúng không? Đó, đúng không ạ? Mọi người ok không ạ? Cuộc sống cũng làm tươi đẹp, đăng lên. Hôm nay làm mấy con xe ấm rồi, nọ kia.
Rồi hôm nay reset được mấy cái này, hôm nay làm thế này khách hàng cảm ơn thế này, chụp ảnh cái khách hàng nói viện chuyện với mình là cảm ơn mình về cái dịch vụ của mình đi, đăng lên thì khách hàng người ta mỗi một lần sau người ta nhìn thấy à ông này uy tín đấy, ông ta đến đầu tiên người ta đến thử, sau khi thử xong thì dạ xong chúng ta thử à ông này được đấy thì người ta lại đến với mình, đúng không ạ? Phải thử đã cho khách hàng trải nghiệm cái dịch vụ của mình, đúng không ạ? Đó mọi người, người cố gắng nhá, comment ngày từ ngày mai mình có up lên Facebook không ạ? Up lên thật nhiều mà em nói rồi, up lên thật nhiều mà em thì em lười lắm đăng, nhưng mà em khuyên mọi người đăng lên. Đúng không ạ? Ok mọi người, ok thì comment một cái ngày mai có up lên Facebook không ạ? Đúng không ạ? Cứ đăng lên thật nhiều vào. Đúng không ạ? Rất nhiều anh em bảo tại sao cửa hàng em đông không đông khách, thì đó là cái cách mọi người chưa quảng bá mình thôi. Mình làm rất tốt nhưng mà lại không đông khách bằng những người không làm được. Có rất nhiều anh em người ta làm gì ạ? Làm cái tay nghề người ta rất kém nhưng mà khách người ta lại rất đông. Và mình làm rất tốt nhưng mà lại không có khách đến, đúng không ạ? Nên là có phải tư duy về kinh doanh nữa. Vẫn xem bình thường anh nhá. Rồi ok chưa mọi người, comment nhá. Ok ok. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái phần tiếp theo. Rồi. Đây là những cái phần chia sẻ thôi. Không ghét đâu, yên tâm đi anh. Khách hàng lại thích thôi. Cứ đăng lên đi. Vâng. Rồi vâng. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta tiếp tục đến cái bài ngày hôm nay, vừa rồi là cái cách mọi người chia sẻ thôi. Cứ lúc nào mà gặp cái tình huống gì mà liên quan đến marketing em sẽ chia sẻ cho mọi người. Đúng không ạ? Làm nhiều marketing lắm, hay lắm. Đó. Mọi người hãy làm bằng cái cách là mình phục vụ khách hàng thật tốt vào thì từ khách hàng nó sẽ là người cảnh quảng bá cho mình. Đúng không ạ? Rồi cảm ơn mọi người. Chúng ta tiếp tục đến tiếp theo, đúng không ạ? Mọi người nhìn đúng không ạ? Có một số anh em comment là bị đứng hình à? Có nhìn được không ạ? Rồi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên nhá, kênh YouTube, kênh Facebook, tất cả kênh mạng xã hội đều là kênh chia sẻ miễn phí, không mất tiền quảng cáo, nên cố gắng chia sẻ đi. Mục đích của mình chia sẻ cho hàng xóm mình biết thôi, đừng nghĩ là cái việc gì sâu xa, đó hàng xóm mình biết thôi. Thế rồi kết cái vùng đi Facebook của các anh ấy, kết bạn với hàng xóm của mình thật nhiều vào. Vì sao? Vì khách đấy là khách hàng của mình, đó là khách hàng của mình, kết bạn thật nhiều vào, đăng lên thật nhiều vào, đó. Vâng. Mạng em vẫn xem bình thường, mọi người cố gắng xem nhá. Thôi mọi người cố gắng chia sẻ đến một số anh em chưa được tiếp cận đến công nghệ thì cố gắng chia sẻ cái bài viết của em, những bài livestream này để đến với được tiếp cận với nhiều anh em hơn, đúng không ạ? Vâng. Vâng, cố gắng chia sẻ anh nhá. Anh Trọng nhá, cố gắng chia sẻ. Chia sẻ thật nhiều vào để người ta biết mình. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Biết mình biết người. Vâng, em hiện tại ở đây vẫn xem được, anh kiểm tra lại mạng của mình nhé. Hiện tại ở đây vẫn xem được. Rồi, cảm ơn khoảng hơn 500 anh em nhé. Gần 500 rưỡi rồi đúng không ạ? Chắc đông quá. Rồi, cảm ơn mọi người. Vâng, ở đây em vẫn xem bình thường nhé. Mọi người xem lại cái mạng của mình thôi. Rồi, tiếp tục nhé. Bây giờ cái vừa rồi em chia sẻ mọi người thôi. Bây giờ sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo. Đúng không ạ? Những cái phần này nó liên quan đến cái phần khác. Rồi, một số anh em nói lên phát lên TV đúng không ạ? Vẫn xem bình thường nhé, kiểm tra lại mạng của mình thôi. Ở đây vẫn xem bình thường. Phát lên TV cho to anh ạ. Mua cái 72 inch về to đùng ra xem cho sướng đúng không ạ? Rồi ok. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nhá. Rồi những cái phần mô phỏng này sau này em sẽ mô phỏng đều cơ bản như thế này để mọi người hình dung ra được. Anh em nào chưa tiếp cận bao giờ cũng có thể làm được. Đúng không ạ? Chưa, anh em là chưa tiếp cận cũng có thể làm được, nhưng quan trọng là mọi người có làm hay không thôi, còn đâu tất cả đều làm hết, không được gọi cho em. Đấy ạ, ok. Rồi, cố gắng nhá. Quan trọng là mọi người phải làm, học phải làm. Học đi đôi với hành, tức là phải làm, phải làm thật nhiều vào. Mua một chiếc xe về trải nghiệm đi. Quay thật được, ví dụ như bây giờ anh có thể mua một chiếc xe về. Nhiều anh em nói bây giờ em chả bao thấy xe khác, xe ga đến nhà em gì cả, là đâu cơ hội để làm. Thì mọi người hãy làm gì ạ? Chúng ta vào, chúng ta mua một chiếc xe về, chúng ta trải nghiệm nó đi, rồi chúng ta đăng Facebook lên quảng cáo chính chiếc xe chúng ta làm. Rồi sau một thời gian trải nghiệm, chán nó rồi, thuộc nó rồi, hiểu nó rồi thì bán nó đi. Chả làm sao cả, đúng không ạ? Thì lúc đấy mọi người mới dám làm. Chứ còn đợi khách đến để trải nghiệm thì khách thì người ta, cái xe của đối với người ta đó là tài sản, mà đến nhìn trong cái phong cách của mình làm ấy, cái động tác của mình, thao tác của mình làm, người ta thấy chưa yên tâm, chưa tin tưởng thì lúc nào người ta ngồi kè kè đấy, và mình lúc đấy mình sẽ mất tự tin.
nên cố gắng làm thật nhiều vào, sau đó khách hàng đến thì chúng ta có nhiều cách, có nhiều cái phương pháp để giao tiếp với khách hàng nữa cơ, chứ không đơn thuần chỉ là làm, đúng không ạ? Rồi, xin chào, chúng ta tiếp tục. Và những buổi sau em sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta tìm cái phần mềm Omoto nhá. Vâng, với phương pháp của em nó là đơn giản đi, đúng không ạ? Cái góc nhìn nó khác đi hoàn toàn. Rồi, cảm ơn mọi người, chúng ta tiếp tục nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục. Vâng, cảm ơn mọi người. Rồi, đây chúng ta sẽ có những cái từ tiếng Anh mọi người sẽ thấy trên sơ đồ của mình này. Trên sơ đồ của mình nó sẽ có những cái từ như thế nào, những từ viết tắt, đúng không? Những từ viết tắt ở trên sơ đồ, những buổi sau chúng ta sẽ làm việc và chúng ta sẽ phải nhìn vào sơ đồ. Tại sao em nói là không muốn vẽ cái sơ đồ vào màu dây? Ở đây làm gì? Để chúng ta học và học ở bản chất. Còn sau này chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng những cái sơ đồ dễ hơn. Nhưng khi chúng ta học là chúng ta phải học bản chất. Nhìn nó khó một chút, giai đoạn đầu nó khó một chút. À, đúng không? Giai đoạn đầu chúng ta nhìn chúng ta khó một chút, nhưng sau này chúng ta sẽ áp dụng được hiệu quả hơn rất nhiều. Nên là ở trên sơ đồ này chúng ta sẽ học vào những cái sơ đồ đen trắng. Sơ đồ đen trắng nha. Tất cả những sơ đồ đen trắng. Và sau này ở trong cái bảng này em sẽ viết tắt những cái từ viết tắt. Học tiếng Anh ở đây là gì? Là chúng ta học những từ viết tắt, học những cái màu dây, chứ chúng ta không học cái từ những cái từ cụm từ dài dòng, chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần học những cái từ vừa rồi như là IAT, ECT, MAP, TB. Đấy là những cái từ chúng ta cần học. Chúng ta không cần viết tắt những cái từ là cái field indicator là cái gì, chúng ta không cần học. Chúng ta chỉ cần học những từ đấy nó là cái gì, dịch trang tiếng Việt nó là cái gì. Và thứ hai nữa, chúng ta học những cái từ viết tắt ở trong sơ đồ để chúng ta sau này chúng ta đọc sơ đồ nó hiệu quả hơn và nó nhanh hơn. Đúng không ạ? Sau này các anh sẽ nhìn vào sơ đồ một chiếc xe ấy, mỗi một chiếc xe nó chỉ nằm gọn ở trên một cái sơ đồ nguyên lý thôi. Và sau này chúng ta sẽ đọc sơ đồ nguyên lý là chúng ta có thể làm chiếc xe rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta mỗi một chiếc xe đời mới ra thì nó sẽ có một sơ đồ nguyên lý riêng. Ví dụ như bây giờ một chiếc xe 2021 vừa mới ra thị trường, chúng ta chưa có kinh nghiệm. Nếu anh em nói là gì ạ? Chỉ cần có kinh nghiệm là chúng ta làm được, nhưng đến thời điểm xe đời mới bây giờ chứ không gọi là kinh nghiệm nữa rồi. Đúng không ạ? Chúng ta phải học cái phương pháp. Phương pháp đó là chính ta học về sơ đồ, đọc sơ đồ, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học về những cái từ viết tắt ở trên tiếng Anh trên sơ đồ như thế nào. Thì mọi người sẽ thấy được là ở những cái từ ví dụ như là ST hoặc V kép, đúng không ạ? V là viết tắt từ white, là từ màu trắng, đúng không ạ? Viết tắt của màu dây. Và tiếp theo mọi người sẽ thấy được là những từ ST là viết tắt, mọi người sẽ thấy được là cái người ta lấy cái từ viết tắt đấy là 1, 2 hoặc 3 chữ cái đầu để người ta viết tắt ra thành một cái từ. Ví dụ như từ ST, đây là viết chữ viết đầy đủ của nó sẽ là gì ạ? Start, tức là khởi động, đúng không ạ? Đấy là những cái từ đấy thôi. Những từ cơ bản như vậy thôi. Cái này em giải thích thôi. Rồi hoặc là có người ta sẽ miêu tả từ đó từ đó miêu tả bằng nhiều từ, nhiều cụm từ ghép lại. Ví dụ như là từ DLC, vừa nãy giải thích cho mọi người DLC là gì, đúng không ạ? DLC viết đầy đủ của nó là Data Link Collector, đúng không ạ? Data Link Collector. Thì bản chất là người ta sẽ không, mọi người sẽ không cần học cái từ Data Link Collector đâu. Vì thực tế nhiều anh em chúng ta không cần quan trọng về những cái từ đầy đủ của nó là cái gì, chúng ta hiểu DLC là cái gì là được rồi. Còn cái thời gian để chúng ta tìm hiểu từ Data Link Collector học càng nhiều càng tốt. Nhưng cái cách chia sẻ của em chỉ cần mục đích mình hiểu được DLC là cái gì rồi, đúng không ạ? Và mọi người lưu ý những từ viết tắt đều đa phần là viết bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Đều viết tắt bằng tiếng Anh này, đều viết hoa nhá. Mọi người từ viết tắt bằng tiếng Anh này đều là viết hoa, đều từ viết in hoa nhá, đều từ viết in hoa. Và trong sơ đồ của chúng ta đều bằng từ tiếng Anh này, đều bằng từ viết tắt. Ví dụ như cảm biến MAP, cảm biến TB, đúng không ạ? Cảm biến IAT là những từ viết tắt, đúng không ạ? Sau này anh nói với nhau là từ cảm biến IAT nó dễ hình dung hơn là mà anh nói với cái những cụm từ là cảm biến nhiệt độ khí nạp, nó rất là dài, đúng không? Và ok anh, có một số anh em, cái mục đích em chia sẻ đây là nhiều anh em là chưa bao giờ tiếp cận với cái công nghệ, nên là một số anh em mà chúng ta thấy những cái buổi này nó hơi hoang mang một chút thì chúng ta cố gắng xem, đúng không ạ? Cố gắng xem và xem lại nhá, những video này em sẽ để lại và mọi người sẽ xem được. Được không? Những cái từ viết tắt mọi người mở cái sơ đồ ra mọi người sẽ thấy, hoặc một số anh em là đã mua sơ đồ của bên em rồi thì chúng ta sẽ thấy những cái từ viết tắt ở đây là cái gì. Một chút nữa sẽ có những bảng từ viết tắt, mọi người sẽ nhìn hình dung, đúng không ạ? Những cái từ viết tắt ở đây em đã mô phỏng và có những cái bảng in, ngày mai em sẽ gửi ở trên cái đường link, mọi người sẽ về tải về và in nó ra, mọi người sẽ tải về và in nó ra, dán vào cái những cái chỗ mình hay ngồi ấy, được, dán vào những cái chỗ mình hay ngồi và mình mỗi ngày học cho em một từ thôi, mỗi ngày học một từ, không cần học nhiều. Nên là mình cố gắng học một từ thôi. Ví dụ như hôm nay mình học từ TB. TB nó là cái gì? Thì chúng ta sẽ học đấy từ TB và lẩm bẩm như tụng kinh ấy. Mỗi ngày chỉ học một từ thôi. Thì trong đấy, trong vòng một tháng là chúng ta sẽ học được hết tất cả cảm biến rồi, đúng không ạ? Mỗi ngày học một từ thôi. TB, MAP, những từ viết tắt ở đây đầy đủ đó là cái gì, đúng không ạ? Những buổi đầu nó hơi liên quan đến lý thuyết. Và một số anh em học rồi thấy nó nhàm chán, đúng không ạ?
còn một số anh em nó hữu ích với một số anh em mới. Rồi mọi người thông cảm nhá. Rồi tiếp theo chúng ta thấy được là những cái từ viết tắt là ngày mai em sẽ gửi cho mọi người nhá. Nói ở đây thì nó hơi dài, em sẽ không đọc một từ tiếng Anh đúng không? Total Pistol Sensor ấy thì nó rất là dài, ví dụ như từ TB này là cảm biến vị trí bóng ga là Total Pistol Sensor, nó rất là dài, những cái từ tiếng Anh này mình sẽ không đọc đâu, và em chỉ đọc nó liên quan đến cảm biến TB, nó tiếng Việt nó là cái gì, và một chút nữa mọi người sẽ hình dung là nó nằm ở đâu, được không ạ? Một chút nữa sẽ nằm ở đâu. Ngày mai em sẽ gửi cho mọi người nhá, những cái từ tiếng Anh như thế này ngày mai sẽ gửi cho mọi người, đúng không ạ? Bây giờ mọi người sẽ thấy được ngày mai em sẽ gửi cho mọi người những cái file như thế này, thì mọi người sẽ in nó ra. Ví dụ những từ này ngày mai sẽ gửi cho mọi người sẽ in những cái file này ra, mọi người sẽ đọc được những cái từ này nó viết tắt của từ gì, đúng không ạ? Viết tắt của từ gì và bảng màu dây. Vâng, bảng màu dây, rất nhiều bảng màu dây ở trong này với những từ viết tắt của tiếng Anh. Đó là những cái từ cơ bản mọi người phải học. Em nói rồi, tại sao mọi người phải học? Vì sau này mọi người muốn cái tư tưởng và mọi thứ giải thoát cái việc mà nhớ nhớ quên quên thì mọi người phải học những từ giai đoạn đầu này, đúng không ạ? Lúc này nó sẽ ăn vào đầu mọi người luôn, là giống như tờ Kletovit ấy, nó là những cái từ như vậy. Đúng không ạ? Ngày mai sẽ gửi cho mọi người những từ này nhá. Rồi bảng màu dây, bảng viết tắt này là những cái từ này là ở trong cái sơ đồ của mình nó có những ba chân ấy, thì em đã viết tắt mô phỏng tổng hợp ở đây rồi. Thì mọi người chỉ việc in nó ra và dán vào bờ tường ấy, và sau này mọi người sẽ đọc những từ này. Và những cái từ này nó sẽ đi theo những cái từ này mọi người sẽ thấy được nó đi theo cả mình đến suốt sau này, đến thời điểm bây giờ nó là từ chuyên ngành rồi. Và sau này tất cả các sơ đồ khi xuất hiện ra thì nó sẽ đều có những từ này ở bên trong. Thì mọi người sẽ phải học những cái từ này hoặc là in ra những từ này để mình tra cứu. Thay vì mình phải nhớ quá nhiều thì ở đây mình sẽ phải tra cứu, đúng không ạ? Ngày mai em sẽ gửi cái file này. Ngày mai em sẽ gửi file này, mọi người sẽ bỏ ra và mọi người in được. Mọi người in cái file này ra, dán ở chỗ mình ngồi, đúng không ạ? Vẫn như mọi người chia sẻ cho mọi người đấy, đúng không ạ? Rồi ngày mai sẽ gửi cho bạn mọi người cả bảng màu dây nữa, ví dụ như cái bảng màu dây như thế này. Và mọi người sẽ cố gắng học, đúng không ạ? Bảng màu dây. Mọi người sẽ in ra và dán ở chỗ mình học ấy, chỗ mình ngồi ấy, dán nó vào. Mỗi ngày học một chút. Vâng, ngày mai em sẽ gửi. Vâng. Ngày mai em sẽ gửi cho mọi người. Cái này mọi người sẽ in được ra nhá, in khổ bao nhiêu cũng được luôn. Cái này em gửi file gốc nên mọi người sẽ in khổ bao nhiêu cũng được, in ra bao nhiêu cũng được, in to cũng được, in nhỏ cũng được, em gửi file gốc. Mọi người có thể nhờ các cái cửa hàng quảng cáo, in quảng cáo ấy, nhờ người ta thiết kế cho mình theo ý muốn của mình cũng được. Mọi người có thể làm được. Mọi người đều gửi in ra, mục đích với mọi người để mục đích treo vào chỗ nào đơn giản nhất và chỗ nào dễ nhìn nhất để mọi người đều học được, mọi người đều nhìn được hàng ngày. Và mọi người học là học hàng ngày nhá, chứ không phải là học một lúc một nhát. Đây là mong muốn mọi người học hàng ngày, tức là mọi người sẽ nhìn thấy những cái từ này thường xuyên, và sau này mọi người thì thuộc nó và hiểu nó lúc nào không biết. Đó là cách học của em, chứ không phải một lúc mà nhồi nó vào đầu nó không hiểu đâu. Mỗi ngày học một chút, mỗi ngày học một từ. Đó, ngày mai em sẽ gửi, mọi người sẽ in, mọi người tải về và mọi người in ra. In ra nhá, in thích kích thước bao nhiêu cũng được, cái này là file gốc, in thoải mái. Và mọi người nhờ cái chỗ đơn vị quảng cáo ấy, người ta thiết kế theo ý tưởng của mình thích kiểu gì cũng được, đúng không ạ? Ok không ạ? Mọi người comment đi ạ. Ok không ạ? Ok thì ok đúng không ạ? Rồi chào anh Cường. Rồi cảm ơn mọi người. Vâng, cái phần mềm ôn mô tô đúng không ạ? Vinamoto rất nhiều phần mềm. Nhưng quan trọng là chúng ta phải học được. Quan trọng chúng ta phải hiểu. Phần mềm là hỗ trợ. Còn đây là cái việc kiến thức của chúng ta. Rồi chúng ta sau này chúng ta sẽ đều áp dụng vào phần mềm nhá. Đều sử dụng bằng phần mềm. Phần mềm hỗ trợ chúng ta. Rồi ok. Rồi cảm ơn mọi người. Chúng ta tiếp tục nhá. Rồi cảm ơn mọi người, chúng ta tiếp tục. Rồi có những cái bức tranh, mọi người sẽ thấy có những bức tranh ở trên cái phần mềm Onmoto, phần mềm Vinamoto hay Motodata, là những cái phần mềm nó sẽ có các cái phần rất nhiều bên trong. Chút nữa sẽ đến cái phần đấy, em sẽ giải thích cho mọi người. Ở trong cái phần mềm, ở tất cả trên phần mềm Onmoto đều có hết. Mọi người cứ mở phần mềm Onmoto, em sẽ giải thích cho mọi người, trong đó có rất nhiều. Chúng ta quan trọng là cái phần mềm cho mọi người rồi, nhưng quan trọng mọi người có biết cách tìm hay không thôi. Ngày mai trong buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ chia sẻ mọi người cách tìm. Được. Cách tìm nó luôn, đúng không? Tất cả trong điện thoại rồi. Và in màu được bình thường anh nhá. Rồi ngày mai sẽ gửi cho mọi người nhá, được không ạ? Mai ngày mai sẽ gửi cho mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến từng phần một và chúng ta sẽ nhìn thấy được là cảm biến CKB hay là cảm biến, tất cả cảm biến nó nằm ở đâu ở trên xe. Được không ạ? Và cách chúng ta kiểm tra như thế nào ở trên máy chẩn đoán. Được không ạ? Hôm nay chúng ta chỉ học tên thôi chứ chưa quan tâm gì đến nó. Và những buổi sau chúng ta học về từng cảm biến một và chúng ta sẽ biết được nó hoạt động ra làm sao, nguyên lý hoạt động nó như nào, cấu tạo ra làm sao, cách kiểm tra nó như nào, nhìn sơ đồ ra làm sao để biết nó sống nó chết. Được không ạ? Sau này chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 3-5 phút rồi. À từ 2 đến 3 phút là chúng ta xác định được cảm biến này sống hay chết rồi. Và nó
Báo lỗi thì chúng ta biết ngay về đứt dây, về chập dây, về hỏng, về cảm biến, đúng không ạ? Cái việc báo lỗi cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần đọc được trên máy chẩn đoán. Thứ hai, chúng ta áp dụng vào sơ đồ chúng ta làm được hết, được không ạ? Ok không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến từng cảm biến một. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến CKB, đúng không ạ? Cảm biến CKB. Cảm biến CKB là gì? Là cảm biến xác định vị trí lúc khuếu. Thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Trên máy chẩn đoán chúng ta đều có các thông số để kiểm tra được cảm biến này rồi. Ví dụ như cảm biến CKB chúng ta có thể kiểm tra nó bằng trên máy chẩn đoán. Trên máy chẩn đoán, mọi người lưu ý từ máy chẩn đoán chứ không phải là chuẩn đoán nhá. Mọi người lưu ý những cái từ này. Nhiều anh em nói là cái máy chuẩn đoán, chuẩn rồi thì không còn đoán nữa, thế nên gọi là máy chẩn đoán, chẩn nhá. Hội chẩn ấy, ví dụ bác sĩ người ta gọi là hội chẩn ấy. Đúng không ạ? Thì người ta gọi là máy chẩn đoán chứ không gọi là chuẩn đoán nhá. Không phải là chuẩn nữa nhá, chẩn đoán. Rồi thì bây giờ trên máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Thì mọi người sẽ thấy được là ở mỗi một cảm biến nó đều đưa kết quả cho chúng ta lên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Lên máy chẩn đoán thì để chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là gì, chúng ta biết được là nó cái thông số đấy nó cho cái chúng ta kết quả của cái gì. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn kiểm tra cảm biến CKB, chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta sẽ nhìn thấy được là ở vòng tua máy, khi chúng ta đề máy lên có vòng tua máy hay không. Nếu không có vòng tua máy tức là cảm biến CKB chúng ta đang có vấn đề, hoặc đường dây đang có vấn đề, đúng không ạ? Đấy là cách chúng ta kiểm tra nhanh, chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Trên máy chẩn đoán. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm thấy được là nó, nếu nó khi đề máy lên có vòng tua máy, và sau này mọi người lưu ý này, sau này có những cái CKB này nó vẫn có vòng tua máy nhưng nó không đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở tốc độ động cơ là khoảng trên, ví dụ như những cái dòng xe là khoảng trên 500 vòng trên phút chẳng hạn thì nó mới có phun xăng và đánh lửa, nhưng dưới 500 vòng trên phút thì nó lại không có phun xăng đánh lửa. Thì rất nhiều anh em bị nhầm ở lẫn ở đoạn này, nên chúng ta cũng phải lưu ý ở cái phần này, đúng không ạ? Đó là thông số kỹ thuật vòng tua máy trên phút, nhưng ví dụ vòng tua máy thấp nó không có phun xăng và đánh lửa. Có anh em nào làm chưa? Một số anh em là làm dòng IA sẽ gặp tình huống đấy, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là cảm biến CKB này nó lắp ở đâu. Mọi người thường thấy được nó sẽ lắp ở cái vị trí trục khuỷu hoặc là nằm trong cái cuộn điện của chúng ta, đúng không ạ? Cạnh cuộn điện. Rồi CKB những đời từ nó sẽ nằm như vậy. Tiếp theo là cảm biến oxy. Mọi người thấy cảm biến oxy nó thường nằm ở cổ xả, ở ngay cái phần đầu bò, ngay cái phần cổ xả xả ra. Hai là những cái phần cảm biến oxy nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nằm ở cổ vô. Thì mọi người sẽ thấy được là cái loại nằm ở cổ xả bao giờ cũng chỉ có 1 giây. Còn cái loại nằm ở cổ bô bao giờ cũng có 4 giây. Theo mọi người vì sao nó lại như vậy? Vâng, mọi người hình dung ra như này. Bây giờ cảm biến oxy nhá, có một loại nằm ở cổ xả thì chỉ có 1 giây. Còn một cái loại cảm biến oxy có ở nằm ở gì ạ? Cổ bô, những cái phần cổ bô như SH nhập như là của piezo thì thường nằm ở cổ bô rất xa so với cổ xả. Nhưng mà làm sao? Đúng không ạ? Vì sao đúng không ạ? Nằm ở cổ xả, một cái thì nằm ở cổ bô. Một cái cổ xả thì nó chỉ có 1 giây, còn cái cổ vô thì nó lại là có 4 giây. Có nhiều anh em giải thích được không ạ? Một số anh em học rồi. Giải thích được không ạ? Có nhiều anh em giải thích được không ạ? Có giải thích được không ạ? Rồi. Rồi mọi người hình dung ra được là những cái cảm biến oxy mà nó có nằm ở cạnh cổ xả, tức là ngay cái phần xả ở trên đầu bò xả ra, thì nó sẽ được gì ạ? Cái nhiệt độ trực tiếp từ trong cái buồng đốt xả ra làm nóng nó lên, phải không? Vâng, phải nóng nó lên. Thì lúc đấy nó mới làm sao? Làm nhiệt độ tăng lên. Vì cảm biến oxy nó không đơn thuần là chúng ta mở khóa điện lên là nó hoạt động ngay. Nó cần nhiệt độ hoạt động của nó từ 300 độ C trở lên thì lúc đấy cảm biến oxy mới hoạt động, đúng không ạ? Rồi cái này sẽ giải thích ở phần sau nhá. Rồi giải thích ở phần sau. Đúng không ạ? Hôm nay học tên thôi. Hôm nay học tên thôi chứ học cái gì cả. Sau này sẽ học về cảm biến thì chúng ta sẽ hình dung ra được cảm biến 4 giây, 2 giây và 1 giây. Ok không ạ? Rồi. Và có 2 giây sấy đúng không ạ? Rồi cái này sẽ giải thích sâu hơn nhá. Vâng, có 2 giây nguồn sấy và 2 giây kia là 2 giây của cảm biến thôi đúng không ạ? Bản chất là khi nó ở xa thì nó không có nhiệt độ để làm sấy nóng nó lên, thì nó bắt buộc nó phải có cuộn sấy để làm sấy nó nhiệt độ tăng lên nhanh để làm sao tiết kiệm tối ưu nhiên liệu. Cái này sẽ giải thích sâu hơn ở trong phần cảm biến nhá, đúng không? Vâng, đúng rồi. Có rất là một số anh em chúng ta đã cảm nhận được nó, đã hiểu về nó rồi. Còn một số anh em mới thì cái bài này em sẽ giải thích sâu hơn ở trong những phần sau và liên quan đến cảm biến đấy thì em sẽ giải thích cho mọi người, đúng không ạ? Đúng không? Rồi ok, đấy là cái phần cấu tạo thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần đó là cảm biến TB. Cảm biến TB, đúng không ạ? Cảm biến TB sensor, đúng không ạ? Cảm biến vị trí bơm ga. Rồi, cảm biến vị trí bơm ga. Trên xe của mình nó có rất nhiều vị trí và ở dòng Honda thì mọi người thường thấy thường xuyên rồi.
nhưng có một số anh em là chưa bao giờ nhìn thấy cảm biến TB của dòng Piaggio và cảm biến PTB của dòng Yamaha, có một số anh em chưa gặp bao giờ luôn, đúng không ạ? Rồi thì dòng nó, cái này nó sẽ phân biệt theo kiểu của cảm biến. Ví dụ như cảm biến của Honda nó chỉ là một dạng biến trở thôi, biến trở. Vâng, cảm biến TB nó ở dòng Honda nó chỉ là một dạng biến trở. Buổi ngày tối ngày hôm nay nếu còn thời gian kịp thì mình sẽ học về linh kiện điện tử thì sẽ hiểu con biến trở đấy là cái gì. Còn nếu đối với dòng Piaggio và dòng của dòng gì ạ, Yamaha, thì nó sẽ là dòng một cái loại cảm biến khác, nó sử dụng cảm biến Hall xác định bằng từ trường. Rồi ở bên tay phải mọi người đang màn hình, mọi người đang nhìn ở phần trên ấy, đó là phần Piaggio. Ở đây chính là phần mu. Mọi người muốn nhìn được cảm biến TB của Piaggio thì mọi người phải nhấc cái main nó ra, nhấc cái main này ra thì mọi người mới nhìn thấy ở bên trong. Có anh nào nhấc này ra chưa? Có anh nào mà sửa TB của dòng mu Piaggio này mọi người đã nhấc ra để nhìn con TB chưa? Khẳng định có một số rất nhiều anh em là chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy con TB của dòng Piaggio, phải không ạ? TB là cảm biến vị trí bơm ga mọi người nhá. TB là cảm biến vị trí bơm ga. Đó, TB cảm biến vị trí bơm ga. Rồi, cơ bản như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta cũng nhìn thấy nó được rồi. Đúng không ạ? Đối với những cái dòng xe mà báo lỗi TB ấy thì lỗi trong giải, ví dụ như nó bị treo ở giá trị là góc mở khoảng 2 đến 30 độ. Đúng không ạ? Góc mở đến 2 đến 30 độ nhưng nó không báo lỗi, xe mất cao áp. Đúng không ạ? Nhiều một số xe là gì ạ? Dòng xe Honda, Yamaha mất cao áp, đúng không ạ? Vâng. Mất cao áp thì lúc đấy nó liên quan đến TB nhá. Mất cao áp liên quan đến TB. Đối với dòng Piaggio nếu TB bị treo thì làm sao? Nó không cho khởi động. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái một số ảnh hưởng logic ở trong cái phần liên quan đến kiến thức phần điện tử FB. Tức là gì? Nó sẽ liên quan đến cái logic với nhau. Tức là TB bị treo. Vâng. Cố gắng làm thôi. Một số anh em mà chưa dám tháo, một số anh em là bây giờ phải dám làm, đúng không ạ? Phải dám làm. Dám làm thì nó mới kết quả được, còn nhìn và sợ thì không bao giờ có kết quả. Vâng. Đó là một số cái những cái phần mọi người sẽ thấy được ở đây này. Sau này chúng ta sẽ học về cảm biến thì chúng ta sẽ có hai vấn đề liên quan đến cảm biến, sẽ có hai phần. Một phần là vị trí, ví dụ như cảm biến viêm ga nó sẽ có liên quan đến vị trí, và thứ hai liên quan đến điện áp. Cái điện áp là cái e xem nó hiểu, còn cái vị trí là cái mình hiểu, mình nhìn. Đúng không ạ? Mình nhìn vào điện áp mình rất khó hiểu được nó đang ở góc mở bao nhiêu độ, nhưng nhìn vào vị trí mình biết ngay nó đang ở bao nhiêu độ. Đúng không ạ? Những cái lỗi trong giải để chúng ta xác định. Rồi cảm biến TB này chúng ta xác định nó trong vòng khoảng chưa đến 1 phút chúng ta xác định được nó sống chết. Đúng không ạ? Không cần đo nha. Đo để xác định thôi, còn đâu chúng ta kiểm tra bằng máy chẩn đoán là chúng ta đã xác định được rồi. Đúng không ạ? Rồi ngày mai chúng ta sẽ học về cảm biến TB này. Cảm biến TB này nó khó không? Đúng không ạ? Rồi. Vâng, chào mọi người. Rồi hôm nay học tên thôi nên là có rất nhiều ít khi có cái sự comment trong tương tác, đúng không? Vâng, cái TB bị treo thì nó sẽ mất cao áp. Rồi, TB là cảm biến vị trí bơm ga. Đúng không ạ? Mọi người đúng không ạ? Có anh em nào chưa học chưa tiếp cận cái từ ngữ này thì cố gắng thuộc nha. TB là cảm biến vị trí bơm ga, xác định vị trí bơm ga, được không ạ? Rồi, hãng Honda là sử dụng một dạng biến trở. Piaggio, Yamaha nó sử dụng cảm biến Hall, xác định bằng cách xác định từ trường. Sau này các anh sẽ thấy được Piaggio này nó hay bị nhiễu cái cảm biến bơm ga, đúng không ạ? Nó không đứng im. Rồi các anh sẽ học về cảm biến sau nhé, hôm nay chỉ học tên thôi. TB. Rồi tiếp theo chúng ta đến cảm biến, hai cảm biến nhiệt độ. Và sau này mọi người sẽ nhìn thấy cảm biến nhiệt độ này, xác định nó trong vòng khoảng gần như không còn nhớ luôn, không còn nhớ. Phương pháp của em không quan tâm điện trở nha, quan tâm bằng các điện áp và chúng ta sẽ nhìn vào cái chỉ số của nó sẽ rất rõ. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy cảm biến ECD, cảm biến IAT và cảm biến EOT là những hai cái cảm biến liên quan đến nhiệt độ. Cảm biến ECT và cảm biến EOT là cảm biến liên quan đến nhiệt độ động cơ. Cảm biến IAT là cảm biến liên quan đến nhiệt độ khí nạp. Nhiệt nó sẽ tương đương bằng nhiệt độ môi trường và sau khi nổ nóng lên thì nhiệt độ nó sẽ tăng theo. Rồi, đúng không ạ? Đầu tiên thì nó sẽ bằng nhiệt độ môi trường và sau đó nó tăng dần lên. Vâng, tăng dần lên. Sau tiếp theo cảm biến ECT và EOT nó sẽ bằng nhiệt độ thực tế của xe. Nên là sau này các anh sẽ thấy được là nó báo như thế nào là đúng, thế nào là sai. Và nó đứt dây thì nó báo như thế nào, và chập dây thì báo như nào, nhìn như nào trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Chúng ta đều nhìn thấy được nha. Rồi, đúng không ạ? Đều nhìn thấy được trên máy chẩn đoán. Chỉ số tất cả các cảm biến đều chúng ta đều kiểm tra được trên máy chẩn đoán. Thì nếu không để cách chúng ta kiểm tra nhanh, đó là như vậy. Đó là hình dung không ạ? Cảm biến ECT. ECT là loại cảm biến trên đối với những dòng xe có nước làm mát thì người ta sẽ gọi là cảm biến ECT. Còn những xe không có nước làm mát, ví dụ như Vision, Future, đúng không ạ?
thì nó sẽ gọi là cảm biến EOT. Cảm biến EOT này, nhiệt độ của cảm biến EOT nó sẽ cao hơn so với cảm biến nhiệt độ ECT, nó sẽ hơn 100 độ, đúng không ạ? Cảm biến EOT là cảm biến nhiệt độ dầu động cơ, cảm biến ECT là cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ, có hai như vậy thôi. Rồi cảm biến nhiệt độ IAT là cảm biến nhiệt độ đo được cái nhiệt độ khí nạp, nó bằng nhiệt độ môi trường của mình, được không ạ? Đo nhiệt độ môi trường. Rồi chúng ta kiểm tra rất nhanh ở trên máy chẩn đoán. Tiếp theo chúng ta đến cảm biến MAP. Cảm biến MAP là gì? Là nó sẽ đo nó xác định được cái gì ạ? À, cái áp suất khí nạp, áp suất của đường lực hút của khí nạp của chúng ta, hay còn gọi là cái việc là chúng ta sẽ thấy được là cái thông qua cảm biến MAP để chúng ta xác định được cái lỗi liên quan đến cơ khí, tức là liên quan đến áp suất ở trong cơ khí của chúng ta, tức là liên quan đến phần lấm, đúng không ạ? Phần xúc áp này liên quan đến xếp măng, liên quan đến hơi của chúng ta có vấn đề hay không, thì chúng ta sẽ nhìn thấy bằng cách là nhìn trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Trên máy chẩn đoán là chúng ta sẽ nhìn được xác định khoảng 50-70% là liên quan đến lỗi liên quan đến cơ khí, lỗi liên quan đến gì ạ? Phần bô, liên quan đến cái phần nó là lọc gió, để chúng ta đều nhìn được qua cảm biến MAP. Rồi cảm biến MAP này thì chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ học nha. Thì cảm biến MAP này nó sẽ có cái lỗ nhỏ nhỏ này. Cái này chúng ta sẽ học chi tiết ở trong những phần cảm biến, đi tìm hiểu về cảm biến. Đúng không ạ? Những cái cảm biến này, cảm biến MAP nó ra chính là cái lỗ nhỏ nhỏ như này, đúng không ạ? Nó sẽ đo được cái áp suất. Cái này sẽ chúng ta sẽ học ở trong cái phần cảm biến sau. Hôm nay chúng ta chỉ học tên thôi, đúng không ạ? Cảm biến MAP là cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống, đúng không ạ? Nó gọi là áp suất tuyệt đối của hút cũng được, đúng không ạ? Tiếp theo là bên phải mọi người đang nhìn, đó là van IACV. Van IACV đối với dòng Honda người ta sẽ gọi là van IACV, đối với dòng Yamaha người ta sẽ gọi là van ISC. Van ISC này là gì? Nó là cơ cấu chấp hành nha, mọi người lưu ý. Ở phần van IACV, ISC nó là cơ cấu chấp hành chứ nó không được gọi là cảm biến. Nó là phần cơ cấu chấp hành, nó do ECM điều khiển nó, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể kiểm tra nó trên máy chẩn đoán. Ở đây chính là cái vị trí mà chúng ta cần chúng ta xác định ở trên máy chẩn đoán, là chúng ta sẽ biết được là van IACV đang mở bao nhiêu bước. Bây giờ chúng ta nhìn vào mở bao nhiêu bước để chúng ta biết được ECM đang cần lượng gió như thế nào, đúng không ạ? ECM đang điều chỉnh là gì? Lượng gió nhiều hay ít là do ECM sẽ tính toán được, là do tốc độ động cơ, do nhiệt độ động cơ và một số thông số khác để liên quan đến điều khiển cái van IACV này, chúng ta mở lớn hay mở nhỏ. Ở đây chính là cái van này, đúng không ạ? Cái van IACV. Van IACV. Rồi đối với dòng xe Honda, Yamaha mọi người đều tháo ra được. Đối với dòng Piaggio thì mọi người chắc cũng rất ít khi anh em nhìn tháo ra được, đúng không ạ? Vì nó cũng nằm ở trong cái main này, sau cái main của gì ạ? Của cảm biến rồi, main của cái mưu rồi. Còn đối với dòng xe SH nhập, mọi người hay gặp cái lỗi 29, đúng không ạ? Nó liên quan đến cái van IACV này. Có những cái xe bị mất guarantee, đúng không? Hoặc bị rồ ga, bản chất là nó bị kẹt cái van ở trong cái van IACV này. Mọi người nhìn bên tay trái, em đang quay cái chuột này, thì mọi người sẽ nhìn thấy được là nó, cái van này nó đóng mở, cái lượng gió vào nhiều hay ít nó bị kẹt, bị mở trạng thái đóng, trạng thái mở nó bị kẹt. Thì ở đây nó sẽ đóng được, nó sẽ đo được, đúng không ạ? Cái van này, đây chính là van này. Có rất nhiều những cái van này mọi người sẽ, rất nhiều anh em chúng ta chưa tháo ra bao giờ, vì nó làm sau bên sau cái main, nên rất nhiều anh em chúng ta chưa tiếp cận, nên là nhiều anh em chưa dám tháo, đúng không ạ? Còn một số anh em đã dám tháo ra để sửa mưu rồi. Đó. Thì chúng ta tháo ra thường xuyên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái van IACV của dòng hai cái dòng này rồi, phải không ạ? Vâng. Tiếp theo chúng ta đến những cái phần đó là cảm biến VS, VS hay VSS. Đối với dòng Honda nó sẽ cảm biến VS này, nó sẽ nằm ở sau, ví dụ như dòng xe ga của chúng ta sẽ thấy được nằm sau bánh răng nắp. Vâng, mạng hoạt động bình thường anh Cường nhá, anh kiểm tra lại mạng. Đối với dòng cảm biến VS này, đối với dòng Honda thì bao giờ nó cũng nằm ở sau cái bánh răng nắp của chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tháo cái bánh răng ở phần bánh răng nắp, chúng ta sẽ nhìn thấy cảm biến VS. Còn đối với dòng Yamaha nó vẫn nằm truyền thống, nó nằm ở phía đầu xe, tức là về phần cảm biến ở phần trước xe đều nằm ở phần trước, đúng không ạ? Cảm biến này là liên quan đến cảm biến tốc độ của xe. Thì chúng ta cũng nhìn trên máy chẩn đoán được rồi. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là chúng ta thấy được tốc độ của xe là bao nhiêu, thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được. Hoặc cái cảm biến VS này kiểm tra cũng rất đơn giản, nó không khó, không phức tạp. Đó, không phức tạp. Đó, đấy cảm biến VS. Chúng ta cùng nhìn thấy trên máy chẩn đoán nó cũng báo là tốc độ của xe đang bao nhiêu km/h. Thì khi chúng ta nhìn thấy tốc độ thì tức là cảm biến đang hoạt động bình thường. Được không ạ? Vâng, chào anh Nam. Rồi mọi người sẽ thấy được tiếp theo là cảm biến góc nghiêng. Cảm biến góc nghiêng này nó sẽ có hai đời. Một đời là cảm hai dạng, gọi là hai dạng, em chia làm hai dạng. Một dạng là báo lỗi và một loại không báo lỗi. Báo lỗi ở đây là gì? Là những cái loại cảm biến biến đổi điện áp, dạng biến đổi điện áp. Thì nó sẽ gọi là những cái loại cảm biến ví dụ như là cái nguồn 5V, nó sẽ sử dụng nó gọi là cảm biến góc nghiêng, loại biến đổi điện áp. Còn một loại nữa là cảm biến góc nghiêng cái dạng giống như là lít
SCR đời cũ của chúng ta ấy, có cảm biến góc nghiêng, thì cảm biến góc nghiêng đấy chỉ mục đích làm nhiệm vụ là nó là cái công tắc thôi. Công tắc đấy làm nhiệm vụ dập mát cho cái dơ le của chúng ta mà thôi. Cái này em sẽ giải thích trong cái sơ đồ mạch điện hoặc về cảm biến em sẽ giải thích rõ hơn cho mọi người. Được không ạ? Được không ạ? Vâng. Mọi người hình dung chưa ạ? Cảm biến góc nghiêng thì cảm biến góc nghiêng người ta sẽ ký hiệu là BA. BA. Anh đọc trong sơ đồ mạch điện người ta sẽ cũng ghi là BA. Cái chân đấy là chân BA, chính là chân tín hiệu của cảm biến góc nghiêng. Đúng không ạ? Các anh cứ mở ra sẽ thấy được từ BA này. Đó là từ viết tắt những cái từ này. VSS, VSS hoặc VS đó là một là cảm biến tốc độ bánh xe. Còn VSS là quên cảm biến xin lỗi mọi người, đó là cảm biến BA là cảm biến góc nghiêng. Đó là những cái từ mọi người sẽ phải học. Ở đây em lại bị che mất cái từ BA, mọi người không nhìn được cái từ BA. Rồi thì mọi người sẽ thấy được là VS là cảm biến tốc độ bánh xe. Cảm biến BA là cảm biến gì ạ? Góc nghiêng. Ok không ạ? Rồi hôm nay học tên thôi, học tên thôi. Rồi thứ hai là chúng ta kiểm tra được bằng cách nào, chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán. Ví dụ như một số đời, ví dụ exciter, chúng ta cũng nhìn thấy được cảm biến góc nghiêng này nó điện áp bao nhiêu rồi. Nó báo lỗi thì nó báo như nào? Điện áp bao nhiêu, giải bao nhiêu. Cái này sẽ học vào cảm biến sau nha. Sẽ cho mọi người cách chúng ta giả lập bỏ qua cảm biến này cũng được. Đấy là cách giả lập thôi. Còn thì khuyến khích thì mọi người lên thay. Nếu lỗi thì lên thay cảm biến góc nghiêng cho khách hàng để nó an toàn. Đúng không? Để nó an toàn. Còn nếu khách hàng tiết kiệm thì chúng ta có các phương pháp để chúng ta giả lập. Đúng không ạ? Rồi cái này sẽ giải thích trong những phần cảm biến sau. Hôm nay học tên thôi nhá. Hôm nay học tên thôi, không có gì phức tạp cả. Rồi bây giờ mình sẽ thấy được tổng quan của cái phần ECM của chúng ta. Cái phần điều khiển điện tử nó là tổng quan. Tổng quan nó sẽ có tín hiệu đầu vào hay cảm biến ấy, người ta gọi là tín hiệu đầu vào hay còn gọi là input. Input tức là tín hiệu nhận, tín hiệu đầu vào. Các cảm biến nó giống như là mắt, mũi, tai. ECM này giống như con người ấy, mọi người hình dung là ECM như con người ấy. Cái ECM tức là cái phần IC ấy, mọi người hay gọi là IC đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gọi là ECM. Thì ECM này nó giống như một bộ não của con người. Còn cái tín hiệu các cái cảm biến gửi vào, ví dụ như là mắt, mũi, đúng không ạ? Tai của chúng ta đó là những cái lấy cái thông tin. Ví dụ như là mắt của chúng ta lấy cái thông tin đó là gì ạ? À, cái mắt của chúng ta lấy thông tin là gì ạ? Lấy thông tin của cái tầm nhìn, cái góc nhìn và mọi thứ xung quanh, ước lượng khoảng cách, khoảng kích thước đúng không ạ? Cái mắt của chúng ta lấy thông tin là như vậy để gửi về não bộ để chúng ta biết được là ví dụ như chúng ta muốn bước được 30 bước là chúng ta đến cái hố thì cái mắt chúng ta đã xác định được nó rồi. Thì lúc đấy gửi về bộ não của chúng ta sẽ điều khiển cái chân là giống như điều khiển giống như là ECM điều khiển bơm xăng kim phun. Nó như vậy. Rồi giống như cảm biến nhiệt độ đúng không ạ? Cảm biến nhiệt độ khác nó sẽ làm sao? Tác động nó sẽ đo được cái nhiệt độ. Đúng không ạ? Ví dụ như vậy, đơn giản thôi. Đúng không? Hơi mô phỏng nó hơi mông lung. Rồi cái này sẽ giải thích sâu hơn trong cái vấn đề là học về cảm biến nhá. Hôm nay chúng ta chỉ nhìn qua cái vấn đề là tên và mô phỏng cho cái nguyên lý hoạt động. Rồi thì đấy là cái những cái cảm biến gọi là tín hiệu đầu vào hay gọi là mạch input, lấy tín hiệu đầu vào để ECM thu thập thông tin. Lúc đấy làm nhiệm vụ điều khiển cơ cấu chấp hành chính là điều khiển bơm xăng kim phun mobin, vania CV, dơ le. Đấy là gọi là cơ cấu chấp hành. Đúng không? Hay còn gọi là output, như là đầu ra. Input là đầu vào, tức là lấy tín hiệu đầu vào và sẽ ECM sẽ điều khiển đầu ra. Và mọi người lưu ý sau này nhá. Mọi người lưu ý, tất cả cơ cấu chấp hành của chúng ta đều sử dụng nguồn 12V sau khóa. Và sau này chúng ta sẽ thấy được ở đây là gì? Mọi người sẽ thấy được là khi kim phun của chúng ta ấy, sau này các sẽ hình dung ra được kim phun. Kim phun của chúng ta sẽ có, khi bật khóa điện lên hai đầu, mọi người sẽ đo hai đầu kim phun của chúng ta đều phải có 12V. Đều phải có 12V nhá. Sau này sẽ giải thích cho mọi người. Đúng không ạ? Sau này sẽ giải thích cho mọi người sau khi bật khóa điện lên thì mọi người thấy được cái phần chú ý đây không ạ? Chú ý đây này. Chú ý đây là gì? Khi mà chúng ta mở khóa điện lên, chúng ta sẽ đo hai đầu của kim phun đều phải có 12V. Nếu không có 12V sẽ báo lỗi 12, tức là báo lỗi kim phun ngay. Hoặc bơm xăng chúng ta cũng vậy. Đối với những dòng xe đời mới, chúng ta bơm xăng, chúng ta bật khóa điện lên, chúng ta phải đo hai đầu của bơm xăng cũng phải đều có 12V. Phải có 12V nha. Đây là yêu cầu là phải có 12V, tức là phải có, chứ không có chuyện là bật khóa điện lên không có nha. Phải có 12V thì mới hoạt động được. Giống như mobin chúng ta cũng vậy. Mobin chúng ta sử dụng mobin dương trung. Và sau này chúng ta mở khóa điện lên, chúng ta cũng sẽ thấy được là cái mobin chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ phải thấy được hai cái đầu của chúng ta là gì ạ? Hai cái đầu của chúng ta đều phải có 12V. Đúng không ạ? Đó là cơ cấu chấp hành. Và sau này chúng ta sẽ giải thích vào cái phần này. Chúng ta sẽ học đi từng hệ thống phun răng, hệ thống đánh lửa nó như thế nào. Chúng ta sẽ học vào phần đấy nhá. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Hôm nay chỉ học tên thôi, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Lúc nào cũng duy trì hơn 500 anh em đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh em. Rồi hôm nay chỉ là cơ bản thôi, chưa học cái gì hết đâu nhá. Mọi người lưu ý, hôm nay chưa học cái gì hết, chúng ta chỉ học tên thôi. Học tên thôi, chưa học cái gì cả. Chưa học cái gì cả nhá. Rồi, mọi người chỉ mục đích hôm nay mọi người giãn cái việc suy nghĩ của mọi người bỏ qua nó đi. Đừng nghĩ nó phức tạp, hôm nay chỉ nghĩ nó đơn giản và nhớ cho anh cái tên là được. Ngày mai em sẽ gửi cho mọi người những cái từ viết tắt màu dây, mọi người chỉ việc tải về thôi.
Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn. Vâng, có một số anh em đã nhìn thấy là có cái mới của em đúng không ạ? Cắt tóc. Vâng, mới cắt tóc ạ. Rồi thì bây giờ vừa rồi là những cái tên tiếng Anh mọi người sẽ thấy được là mọi người sẽ thấy được cái tên từ viết tắt. Đấy là chúng ta chỉ học tên thôi nhá. Vâng, xin chào. Vâng, lịch học của mình sẽ là vào 20:30 đến 22 giờ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu anh nhá. Vâng. Thì đấy là những cái tên gọi của chúng ta, tên gọi nhá, những cái tên gọi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến những cái phần tìm kiếm. Vì mọi người hình dung ra được bây giờ cái khối lượng thông tin ở trên internet rất nhiều. Khối lượng thông tin trên internet cực kỳ nhiều. Quan trọng là vừa rồi ấy, mọi người học cái tên là cái từ khóa để mọi người tìm kiếm. Ví dụ như bây giờ mọi người muốn tìm kiếm một con Vania CV, mọi người không hình dung ra con Vania CV đấy tên là cái gì. Lên trên mạng mọi người không biết tìm nó là cái gì cả. Muộn muốn tìm hiểu là Vania CV hoạt động như thế nào thì mọi người không biết tên của nó như thế nào để chúng ta tìm lên Google đúng không ạ? Chúng ta không thể tìm lên Google được. Vâng, nên là mọi người sẽ thấy được. Và mọi người sẽ thấy được là bây giờ chúng ta không tìm được cái hình ảnh mà chúng ta cần tìm. Ví dụ như bây giờ chúng ta cần tìm con Vania CV, chúng ta không biết nó là cái gì cả. Thì chúng ta có thể là lên Google, bây giờ chúng ta biết tên nó là ghi lên Google là chúng ta tìm hiểu là nguyên lý hoạt động của cảm biến à quên của Vania CV hoặc là nguyên lý điều khiển của Vania CV hoặc là gì ạ? Cấu tạo của Vania CV như thế nào thì chúng ta lên Google chúng ta tìm kiếm. Chúng ta Google lên Google chúng ta tìm kiếm là cấu tạo của Vania CV. Rồi thì nguyên lý hoạt động của Vania CV rồi nguyên lý điều khiển Vania CV như thế nào thì chúng ta tìm hiểu trên Google đều ra hết. Mọi người lưu ý ở đây em nói là gì, chúng ta lên Google tìm kiếm và tham khảo nhá. Mọi người lưu ý là tham khảo chứ không phải là lo chuẩn 100% nhá, vì có rất nhiều thông tin người ta đưa lên nhưng không ai kiểm duyệt cả, nên là mọi người phải lên đó là tham khảo thôi, tham khảo đúng không ạ? Vâng. Đó thì mọi người thấy được là cái công nghệ internet bây giờ phát triển rất nhiều rồi, thì nên là cố gắng mọi người lên cái lên internet tìm kiếm. Mọi người cũng học qua internet, ví dụ như bây giờ mọi người đang xem cũng là internet đúng không ạ? Vẫn là internet, tức là chúng ta internet là kết nối mọi người gần nhau hơn và đưa cái khối thông tin khổng lồ về cho chúng ta. Quan trọng chúng ta có biết cách tìm hay không thôi, đúng không? Chúng ta thấy được là chúng ta các bạn trẻ bây giờ, mọi người thấy được các bạn trẻ bây giờ là kiếm tiền rất mạnh nhá, kiếm tiền rất khỏe. Ví dụ như bán hàng online, có những bạn trẻ sinh năm khoảng 2000, 2002 nhưng cũng đã có rất nhiều tiền rồi. Đúng không ạ? Người ta vận dụng được cái internet, nên là những cái buổi đầu vừa rồi em chia sẻ mọi người là chúng ta đưa tất cả thông tin của chúng ta đang làm được lên internet để quảng bá, đúng không ạ? Lên quảng bá lên internet. Lên internet. Vâng. Chào anh Hoàng nhá. Chào chị Nhung. Vâng, mọi người hình dung ra không ạ? Chúng ta đưa tất cả thông tin của chúng ta lên internet để có khách hàng của chúng ta tìm kiếm đến chúng ta. Được không ạ? Rồi internet. Chúng ta có thể tìm kiếm mua hàng internet, ship hàng qua internet đúng không ạ? Đặt hàng qua internet rồi thì tìm kiếm tất cả thông tin qua internet, tìm người yêu qua internet đúng không ạ? Rất nhiều. Vâng, chào mọi người. Rồi, đấy là một số cái hình ảnh thôi. Và chúng ta sẽ thấy được là chúng ta có những cái phương pháp là cái điện thoại thông minh, nên tại sao nói là chúng ta phải vận dụng cái điện thoại thông minh vào trong công việc của chúng ta. Có rất nhiều anh em là chúng ta sử dụng cái điện thoại thông minh vào mục đích giải trí thôi, hoặc là thấy chúng ta thấy được lên trên Facebook chúng ta thấy cãi nhau lên là chúng ta nhảy vào chúng ta comment, chúng ta có dạo thì thấy nó phức tạp. Em nghĩ là mọi người nên bỏ qua phần đấy đi, chúng ta quan tâm cái việc của mình. Đó là chúng ta thấy được là lên trên này chúng ta chia sẻ lên để cho hàng xóm chúng ta nhìn thôi, đúng không ạ? Hàng xóm mà biết là mình biết sửa xe, được không? Thế thôi, cơ bản như vậy thôi, đừng lên thấy cãi nhau lên làm gì cả, bỏ qua đi. Đúng không ạ? Chúng ta lên trên mạng internet để mục đích quảng bá thương hiệu của chúng ta. Rồi thứ hai, chúng ta sử dụng cái điện thoại thông minh để chúng ta tìm kiếm. Ví dụ như là chúng ta thấy được là chúng ta tải cái phần mềm Omoto, Vinamoto hay là Motodata, chúng ta tìm kiếm ở trên như vậy để chúng ta làm gì? Mọi người hình dung là để chúng ta thấy được là tất cả thế giới ở trong tầm tay trên chiếc điện thoại của chúng ta. Chúng ta đút tối chúng ta đi đâu chúng ta cũng thể làm được. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn sửa sức chiếc xe của khách hàng gửi đến mà chúng ta đang không có cửa hàng, nhưng mà ở nhà chúng ta có thợ làm thì chúng ta cũng có thể sửa chữa được bằng từ xa, đúng không ạ? Cái phương pháp đó là như vậy. Đó bằng internet nha. Sau này một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu phần này. Rồi giao diện bằng hình ảnh, ví dụ bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm một cái sản phẩm nào đấy, một cái linh kiện nào đấy không có ở, chúng ta không biết diễn tả nó bằng từ nào thì chúng ta có thể bằng cách là chụp ảnh. Chụp ảnh chúng ta đưa lên cái Google bằng cách là tìm kiếm bằng hình ảnh. Đúng không ạ? Tìm kiếm bằng hình ảnh chúng ta đưa lên Google là chúng ta sẽ tìm thấy ngay cái hình ảnh tương tự. Hoặc bây giờ mọi người chụp ảnh mặt mặt mình lên ấy, đăng lên trên Google tìm kiếm nó tự tự động sẽ xuất hiện
sẽ tìm ra ngay anh đã xuất hiện ở đâu trên internet, Facebook ở đâu, Google ở đâu, hay là trên YouTube ở đâu, nó sẽ đưa hết ra, đúng không? Tìm kiếm hình ảnh. Bây giờ mọi người chụp ảnh mình đưa lên xem có lên trên mạng chưa, đúng không? Rồi có một số cái cách là chúng ta tìm kiếm những cái chở sửa những chiếc xe đó là xe của phân khối lớn hay những chiếc xe nhập khẩu nó không có sơ đồ trên Việt Nam thì chúng ta phải tìm kiếm ở nước ngoài. Thì bây giờ chúng ta tìm kiếm ở nước ngoài chúng ta không hiểu tiếng Anh thì chúng ta sẽ vào cái phần đó là dịch ngôn ngữ để chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tất bất kể một các ngôn ngữ trên thế giới để chúng ta tìm ra một cái xe đấy đang ở, ví dụ ra sửa xe là nhập khẩu của nước Anh thì chúng ta sử dụng bằng cách là ngôn ngữ của tiếng Anh, chúng ta tìm kiếm ở trên internet để chúng ta dịch ra, đúng không? Sau khi dịch ra thì tìm ra thì nó sẽ bằng toàn bằng tiếng Anh, thì chúng ta đã làm một phương pháp là chúng ta dịch sang tiếng Việt, đúng không? Dịch bằng tiếng Việt. Rồi tiếp theo mọi người hay gặp đó là cái việc là chúng ta tìm kiếm bằng dạng video, đúng là chúng ta học ở trên YouTube rất nhiều. Mọi người hình dung ra đến thời điểm bây giờ mọi người thấy khách hàng của mình hay là khách hàng online không? Rất nhiều khách hàng là tham khảo trên internet, xin trên gì ạ? Mạng xã hội, mạng trên YouTube để mang cho mình đến. Là gì? Đến anh ơi em xem này, khách anh này anh sửa trên YouTube này, anh ấy sửa như thế này như thế kia không? Có anh nào gặp chưa? Khách hàng mang xe đến bảo anh ơi em xem trên YouTube nó sửa như thế này cơ mà sao anh không sửa được, phải không? Có anh nào bị chưa? Có anh nào bị khách hàng mang cái xe đến và mở kênh YouTube cho xem không? Và kênh YouTube là kênh chia sẻ bằng dạng video rất là đơn giản, anh em đều xem qua video, đúng không? Và sau này em sẽ up tất cả các video lên YouTube, mọi người sẽ xem ở trên YouTube nó dễ tìm kiếm hơn trên ở Facebook. Facebook nó sẽ đẩy cái video đi rất là sâu, chúng ta rất khó tìm. Em sẽ đăng lên Facebook, trên YouTube mọi người sẽ tìm rất là rõ. Mọi người comment xem nào. Có anh nào nào sửa xe mà bị khách hàng mang kênh YouTube ra bảo anh ơi ở trên YouTube người ta sửa như thế này không? Có rồi. Rồi. Có những người chia sẻ trên YouTube có tâm, có những người chia sẻ trên YouTube không có tâm. Tức là người ta sẽ làm lừa cái khách hàng của mình ấy, người ta không hiểu thì nhiều lúc đến đưa cho mình một cái tình huống khó nên rất vất vả, đúng không ạ? Nên là có internet là những cái mạng để chúng ta tham khảo thôi. Rồi, đấy là những cái phần chia sẻ đến mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta đến cái bài của chúng ta, đó là cái phần ôn mô tô, cái phần mềm ôn mô tô rất quan trọng trong cái việc sửa xe. Và những cái buổi sau này mọi người sẽ phải sử dụng phần mềm ôn mô tô nhá. Phần mềm ôn mô tô để chúng ta áp dụng và sửa xe. Tất cả mọi thứ chúng ta đều tìm trên internet, tìm trên phần mềm ô tô. Rất nhiều anh em như này, mọi người hình dung này, rất nhiều anh em chúng ta đi mua những cuốn tài liệu chân của ESM ấy thì thực tế ở trên phần mềm có hết rồi nha. Và sau này mọi anh đọc cái sơ đồ hoặc là đọc cái việc là chúng ta sửa bất kỳ một cái xe nào, chúng ta đọc được cái sơ đồ nguyên lý, chúng ta không còn quan tâm chân ESM đấy là chân gì, đúng không? Màu gì, điện áp bao nhiêu, vì chúng ta đọc được trên sơ đồ chúng ta sẽ nhìn thấy ngay rồi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và cái phần mềm này nó mới là phần quan trọng mà chia sẻ đến mọi người. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm được ở nó. Ví dụ như chúng ta có thể tìm kiếm được mã lỗi, tìm kiếm được góc ánh lửa, tìm kiếm được áp suất buồng đốt, đúng không ạ? Rồi tìm kiếm được sơ đồ mạch điện của sơ đồ đèn led này, sơ đồ rất nhiều thứ ở trên trong này. Rất nhiều thứ ở trên cái phần này, mọi người sẽ thấy được là ở trên phần mềm này nó có rất nhiều thông tin, quan trọng là mọi người phải biết cách tìm kiếm, được không ạ? Mọi người muốn tìm kiếm một chiếc xe này, một thông tin, một thông số kỹ thuật, ví dụ như là chúng ta muốn kiểm tra một bất kể một cái thông tin nào đấy, ví dụ như là góc ánh lửa của xe này nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Góc ánh lửa của xe này là đời này là bao nhiêu thì chúng ta cũng mở ra chúng ta sẽ tìm được. Có anh em nào có sử dụng hai chiếc điện thoại ở trên tay đang cầm không ạ? Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách. Từ ngày mai mọi người chuẩn bị cho em hai chiếc điện thoại nha. Một chiếc điện thoại là để chúng ta học xem video này, một chiếc điện thoại để chúng ta cùng tra cứu. Vì em sẽ hỏi rất là nhiều liên quan đến cái việc tra cứu như này. Vì khi mọi người hiểu được cách và biết cách phương pháp tra cứu thì mọi người mới tìm kiếm được ở trên internet và mọi người mới thoát ly hoàn toàn được cửa hàng của mình, đúng không ạ? Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải ở cửa hàng chúng ta mới sửa được xe. Vì ở cửa hàng chúng ta mới có tài liệu, ở cửa hàng chúng ta mới có sơ đồ. Nhưng chúng ta có điện thoại, chúng ta đi khắp mọi nơi, chúng ta cầm cái chiếc điện thoại, chúng ta mở cái phần mềm ra và chúng ta tìm đúng cái sơ đồ và tìm đúng đời xe, đúng màu dây, đúng số thứ tự chân và đúng điện áp. Chúng ta chỉ việc gửi về nhà và bảo thợ ở nhà là chỉ việc, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần là gì ạ? Chỉ tay bỏ anh em thợ ở nhà tìm đúng cái chân này, màu dây này, đo xem có bao nhiêu volt phản hồi lại. Rồi có một số anh em nói là đơn giản, có một số anh em nói phức tạp, đúng không ạ? Rồi cái bao giờ cái giai đoạn này nó sẽ phức tạp nha. Còn nếu anh em nào học theo cách làm ấy thì nó đơn giản hơn. Còn học theo phương pháp này giai đoạn đầu nó sẽ phức tạp, nhưng những buổi sau nữa thì nó cực kỳ đơn giản, đúng không ạ?
Ok không ạ? Vì bây giờ nó là sửa xe công nghệ rồi, không còn đơn thuần là đầu của mình phải nhớ nữa. Vì mình không thể nhớ được đâu. Vì mỗi một đời xe nó khác, sơ đồ chân nó khác và gì ạ? Sơ đồ chân nó khác này rồi thì thông số vị trí ở màu dây nó thay đổi hoàn toàn nên chúng ta không thể nhớ được. Nên chúng ta bắt buộc và chúng ta phải sử dụng đến phần mềm, công cụ để chúng ta tra cứu. Được không ạ? Chúng ta mượn thôi, mượn thì mượn 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 nha. Hôm nay ở trên phần này giao tiếp với mọi người hơi khó. À cái hình ảnh này nó hơi khó nhá, cái hình ảnh này nó hơi hơi nhỏ. Ở cái hình ảnh này hơi nhỏ em chỉ đưa lên cho mọi người nhìn thôi. Còn chúng ta sẽ cùng tra cứu ở trên phần mềm ôn mô tô. Đúng không ạ? Vâng. Cái phần mềm cái hình ảnh ở trên cái slide này nó hơi khó vì rồi một số anh em nói từ nãy là nói nhiều quá hẳn tiếng mất rồi. Và cái hình ảnh trên này thì nó hơi mờ nhá vì nó em ghép rất nhiều hình ảnh như trên này, đây là trên chiếc điện thoại của mình nhìn nó hơi khó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta tải cái phần mềm ôn mô tô nhá, phần mềm ôn mô tô, phần mềm ôn mô tô, phần mềm ALL mô tô. Đúng không ạ? Anh em nào đã tải phần mềm thì chia sẻ cho cái anh Condo Thắng gì này, hỏi tên phần mềm anh em nào trả lời giúp em anh nhé. Phần mềm ôn mô tô nhé. Đúng rồi, cảm ơn anh. Phần mềm ôn mô tô, anh em tải về. Buổi đầu tiên hơi chán đúng không ạ? Học toàn lý thuyết suông. Rồi, những cái phần này rất hay, ở những cái phần nào khi anh em đã học xong những phần sâu hơn rồi thì quay lại thì nó rất là khác. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần số 2 đó là linh kiện điện tử cơ bản ứng dụng trên xe máy. Thì sau những cái hình ảnh như thế này, mọi người sẽ hình dung ra được là gì? Là các cái cảm biến trên xe của chúng ta ấy, nó chỉ là những linh kiện điện tử cơ bản mà thôi. Đúng không ạ? Những linh kiện điện tử cơ bản mà thôi. Thế nên là ở đây mọi người sẽ thấy được ở cái mô phỏng ở đây. Thì bây giờ chúng ta phải học về điện. Thì chúng ta phải như thế nào? Mọi người sẽ hình dung ra được là gì? Chúng ta muốn sửa xe điện tử thì chúng ta phải hiểu về điện. Điện thì chúng ta không thể sờ được, chúng ta không thể nhìn được. Thế nên là chúng ta phải sử dụng công cụ bằng đo. Có rất nhiều anh em chưa sử dụng đồng hồ bao giờ. Đúng không ạ? Có rất nhiều anh em chưa sử dụng đồng hồ. Có anh em nào chưa sử dụng đồng hồ không ạ? Comment ở đây ạ. Comment ở đây ạ. Comment đây ạ. Chúng ta không thể nhìn thấy điện nó chạy đâu. Chúng ta sẽ phải sử dụng công cụ, phương pháp là một là đồng hồ đo. Đúng không ạ? Bằng đồng hồ đo chúng ta mới nhìn được điện. Vâng. Không mất phí nha anh nhá. Phần mềm ôm mô tô hoàn toàn miễn phí, không mất cái gì hết. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điện áp là gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái mối liên hệ của điện áp nhá. Điện ngược ôm được không? Đấy, mọi người chờ em chút này, bây giờ em sẽ mở cho mọi người cái mô phỏng cái điện áp. Ở đây mọi người sẽ nhìn qua cái mô phỏng cái điện áp nó như thế nào, hoạt động làm sao. Chúng ta sẽ phải hiểu cái điện áp và hiệu điện thế như thế nào. Có rất nhiều anh em chưa sử dụng luôn. Điện ngược ôm được công bố năm 1827, mô tả cách thức đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua một mạch điện đơn giản gồm nhiều dây có độ dài khác nhau. Hiệu điện thế. Bạn có hai cúp nước được thông với nhau như sau. Bạn thấy mọi người xem qua ở video vị trí nha. Cân bằng, không hề có dòng chảy giữa hai cúp. Vậy làm thế nào để tạo ra dòng chảy một cách dễ dàng nhất? Rất đơn giản, hãy nâng một cốc lên. Lúc này do sự chênh lệch về độ cao, nước sẽ chảy từ nơi có vị trí cao về nơi có vị trí thấp hơn. Vậy điều này có liên quan gì đến hiệu điện thế? Bạn có thể quan sát một mạch điện đơn giản như sau, hoặc không thể quay vì không có dòng chảy của điện. Để tạo ra dòng chảy cần có sự chênh lệch về điện thế. Nguồn điện là nơi tạo ra sự chênh lệch đó. Một cực có sự tích tụ các hạt mang điện nhiều hơn, cực kỳ có sự tích tụ ít hơn, từ đó tạo ra dòng chảy của điện và làm thiết bị hoạt động. Hãy sắp xếp lại mạch điện này một chút. Bạn có thấy quen không? Rồi, điện giống hệt nước đúng không ạ? Chỉ cần sự chênh lệch đủ âm đủ dương nó sẽ chạy được. Đấy, mọi người thấy cái sự so sánh đúng không ạ? Cường độ dòng điện.
nước chảy trong đường ống, còn điện chảy trong dây dẫn. Nước càng nhiều, lưu lượng nước càng lớn. Tương tự như vậy, số lượng hạt mang điện càng nhiều, cường độ dòng điện càng lớn. Hiệu điện thế càng lớn, dòng điện chảy càng mạnh. Giống như hai. Và mọi người nghe được âm thanh này không ạ? Nghe được âm thanh ở trên video không? Rõ ràng nước ở bồn cao hơn sẽ chảy mạnh hơn. Điện trở. Điện trở là tính cản trở dòng điện của dây dẫn. Việc này tương tự như nước chảy trong một đường ống nhiều gấp. Mọi người xem được video không ạ? Nghe được âm thanh của video rõ không ạ? Dây dẫn làm từ vật liệu khác nhau sẽ có điện trở khác nhau, từ đó khả năng dẫn điện cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như nhôm dẫn điện tốt hơn sắt, đồng lại dẫn điện tốt hơn nhôm. Ngoài ra, điện trở còn phụ thuộc vào nhiệt độ, chiều dài và tiết diện của dây dẫn. Cách đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở. Khi muốn đo chiều cao hay chiều dài của một vật nào đó, bạn sẽ cần một điểm mốc để xác định kết quả đo. Thông thường điểm mốc này sẽ là mặt đất hoặc mực nước biển. Cũng tương tự như vậy, khi đo hiệu điện thế, bạn cũng sẽ cần một điểm mốc và điểm này sẽ là cực âm của bình hoặc điểm được nối mát trong mạch điện. Để đo cường độ dòng điện thì sao? Hãy quay trở lại ví dụ về ống nước. Làm thế nào để bạn biết được lượng nước chảy trong ống? Bạn sẽ cắt ống ra và lắp vào đó một đồng hồ đo nước. Để đo cường độ dòng điện bạn sẽ làm tương tự. Xem nào, cắt dây ra và đặt đồng hồ vào đấy. Trong thực tế, bạn không cần cắt dây mà hãy tìm vị trí nào có thể ngắt được mạch điện như cầu chì, chân bóng đèn, cực bình điện. Rồi mọi người thấy được là khi chúng ta muốn đo cường độ dòng điện, có thể chúng ta không phải bình thường như cái đồng hồ đo của chúng ta, thường là chúng ta phải cắt cái sợi dây ra để chúng ta cho đồng hồ đi qua, đúng không ạ? Đi qua cái cho đường dây dẫn dây điện chạy cái đường điện chạy qua cái dây dẫn chạy qua đồng hồ chúng ta để chúng ta đo cái cường độ dòng điện, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta phải cắt cái sợi dây ra thì chúng ta có thể tìm những cái vị trí ví dụ như cầu chì chúng ta rút ra để chúng ta đo. Đo là cái cường độ dòng điện của cái dòng tiêu thụ này nó là bao nhiêu. Ví dụ như là cái cuộn điều khiển, cuộn dây của cái rơ le này, ví dụ như đang đo đây, cái cuộn của rơ le này thì nó sẽ sử dụng cái tiêu thụ cái cường độ dòng điện là bao nhiêu thì đồng hồ chúng ta sẽ đo được. Thay vì chúng ta phải cắt sợi dây ra thì chúng ta tìm những cái cầu chì, những cái điểm nào mà chúng ta có thể rút được dây ra, chúng ta sẽ tìm được, đúng không ạ? Mọi người hình dung là đo cường độ dòng điện là đo cho cường độ dòng điện chạy trực tiếp qua cái đồng hồ của chúng ta. Nên là chút nữa sẽ giải thích cho mọi người cách chúng ta đo cường độ dòng điện như nào, đo điện áp như nào và chúng ta sử dụng thang đo bao nhiêu để chúng ta đo, đúng không ạ? Đây là cái mô phỏng để cho mọi người hình dung thôi. Đo cường độ dòng điện rất là hay, đúng không ạ? Cuối cùng là cách đo điện trở. Điện trở là tính cản trở dòng điện của bản thân vật hoặc dây dẫn, nên trước khi đo bạn hãy ngắt nguồn điện đi, sau đó đặt que đo vào hai đầu của vật cần đo. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu cơ bản về hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Mọi người đã thấy được là cái video này vừa rồi là chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta hiểu hơn về cái vấn đề là cường độ dòng điện, đúng không ạ? UIR. Chúng ta học về điện chúng ta phải hiểu được ba yếu tố đấy. U là liên quan đến là gì ạ? Điện áp. Đó chính là chúng ta đo volt ấy. Ví dụ như là ắc quy này 12V, rồi hệ sạc này 14,5V hay bao nhiêu vậy? Vậy đó là chúng ta đo U. Chính là đo gì ạ? Đo điện áp, đúng không ạ? Đo điện áp, nó gọi là U. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái hạt băng điện này thì em không giải thích nhiều vì chúng nó liên quan đến lý thuyết nhiều quá. Chúng ta sửa xe chúng ta không quan tâm đến cái hạt này như này, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được là cái quan tâm ở đây nó chính là U, I và R. Vâng, U, I, R, đó như vậy. Mọi người sẽ thấy được là cái phần ở trong cái sườn xe của chúng ta ấy, chủ yếu là liên quan cái điện một chiều, nên là chúng ta sẽ lợi dụng vào cái điện hướng dẫn điện một chiều. Cái video này sẽ anh có thể mai anh sẽ xem lại cái video này nhá, em sẽ không mở lại được vì mở lại nó rất dài nhiều thời gian. Mọi người sẽ hình dung ra được là cái điện áp một chiều của chúng ta ấy, mọi người thấy được là nó sẽ chạy theo hướng nhất định, luôn luôn chạy từ dương về âm. Cái này sẽ giải thích trong cái phần đọc hiểu sơ đồ mạch điện, chúng ta sẽ nhìn được cái mạch này và chúng ta lợi dụng cái việc là nó dòng điện chạy theo một chiều này để chúng ta biết được cái đầu này bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái cường độ dòng điện là cái ở tại một thời điểm ở trên một mặt cắt đấy, các hạt băng điện là bao nhiêu. Đó, chúng ta đo được. Đây mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh như này. Đâu nhỉ? À tí nữa, điện trở.
Rồi UIR. Mọi người thấy được là chúng ta sử dụng ai cũng hiểu. À, rồi được, bỏ qua cái đấy đi. Rồi giờ chúng ta muốn kiểm tra được điện thì chúng ta sẽ phải sử dụng những công cụ đo nào. Rồi cảm ơn mọi người. Chờ một vài phút em làm cốc nước, khát nước quá. Thôi mọi người chờ em vài phút. Nha. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo. Chúng ta sẽ thấy được là ở đây chúng ta sẽ nếu muốn tìm hiểu muốn là gì ạ? Muốn chúng ta muốn xác định và đo được cái đồng hồ đo được cái điện thì chúng ta phải sử dụng công cụ đo. Công cụ đo đây chính là những cái đồng hồ. Thì đồng hồ em sẽ chia làm 3 loại. Một loại đó là đồng hồ kỹ thuật số hiển thị bằng vôn. Được. Hiển thị bằng vôn ở đây chúng ta hiển thị bằng kỹ thuật số, tức là hiển thị bằng con số cho chúng ta nhìn nó sẽ rõ ràng hơn, và đến thời điểm bây giờ chúng ta đều sử dụng cái đồng hồ đo như này, đúng không? Đồng hồ đo kỹ thuật số ở cái hình bên trái, hình đầu tiên đấy, đúng không? Bên trái mọi người đang nhìn đó là hình đầu tiên, là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái đồng hồ đo đầu tiên, đó là đồng hồ kỹ thuật số hiển thị bằng số, mọi người sẽ nhìn rõ nó rõ hơn. Cái hình ở giữa là đồng hồ hiển thị bằng kim, đồng hồ gọi là đồng hồ cơ. Thì chúng ta sẽ đo bằng cách chúng ta sẽ nhìn vào và chúng ta sẽ chia nó, cái đấy thì chúng ta sẽ hơi khó nhìn. Với một số anh em là thường xuyên sử dụng và được học bài bản thì chúng ta sẽ nhìn vào đồng hồ cơ, chúng ta sẽ đo được. Và đồng hồ cơ này sử dụng bằng tụ, đo tụ thì nó sẽ chính xác hơn với đồng hồ điện tử kỹ thuật số, đúng không ạ? Loại đồng hồ số 3 mọi người sẽ thấy được ở hình ảnh ở bên tay phải ấy, hình số 3 thì đó chính là cái đồng hồ gọi là dạng kìm kẹp dòng. Tức là chúng ta sẽ không phải, ví dụ như mọi người lúc nãy đo cường độ dòng điện là chúng ta phải cắt đôi sợi dây ra để chúng ta đo cái cường độ dòng điện đi qua cái đường dây đấy là bao nhiêu thì đồng hồ chúng ta sẽ đo được. Nhưng đối với cái dòng cái kìm kìm kẹp này thì chúng ta sẽ không cần phải cắt sợi dây ra mà chúng ta kẹp thẳng trực tiếp vào cái sợi dây đó để chúng ta đo được. Nhưng mọi người lưu ý là đối với cái kìm kẹp này thì chúng ta chỉ đo những cái cường độ dòng điện lớn thì chúng ta mới đo được. Còn đo cái dòng dò mini A thì cái cường độ dòng điện này, cái đồng hồ kẹp này nó sẽ không chính xác. Nên là chúng ta sử dụng cái đồng hồ này cho những cái dòng cường độ dòng điện lớn thì chúng ta sử dụng kìm kẹp. Ví dụ như chúng ta đo bằng quận phát của 3 pha đi lên hoặc quận phát đi lên. Quận phát đi lên thì chúng ta đo được vì cường độ dòng điện nó lên đến 1 đến vài A thì chúng ta sẽ đo được. Còn đối với dòng dò chúng ta đo bằng cái kìm kẹp nó sẽ không chính xác vì nó là điện áp cảm ứng thì nó sẽ không chính xác với mini A. Đúng không ạ? Đây là ba cái dạng đồng hồ chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến. Và rất trên thị trường có rất nhiều loại nhưng đây đang nó mô phỏng cho mọi người nhìn thấy được ba cái loại đồng hồ như này. Đó, ba cái loại đồng hồ như này, đó là ba loại cơ bản nhất mọi người sẽ phải sử dụng đến. Đúng không ạ? Rồi bây giờ có nhiều anh em chưa sử dụng đồng hồ bao giờ thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta những cái thang đo nào sử dụng cho những cái mục đích nào ở phần nào, đúng không ạ? Chào anh Đại nhá. Vâng, hôm nay là bài đầu tiên, nó không liên quan gì phần nhiều anh nhá. Hôm nay chỉ là phần kiến thức cơ bản thôi, chưa liên quan đến xe. Vâng, bây giờ mọi người sẽ thấy được là chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái đồng hồ này. Bây giờ chúng ta em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta sử dụng từng thang đo và đo những cái phần nào ở đâu, ở những cái thang đo nào, chọn thang đo làm sao đo đồng hồ, tức là cái cách sử dụng đồng hồ, đúng không ạ? Vâng, đến thời điểm bây giờ mọi người ít nhất phải có đồng hồ đo rồi, không có chuyện là bây giờ chúng ta không sử dụng đồng hồ đo được, đúng không ạ? Sử dụng đồng hồ đo. Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được cái tiếp theo là cái phần đầu tiên để chúng ta đo điện áp một chiều, đúng không ạ? Điện áp, đo điện áp một chiều thì mọi người sẽ thấy được là gọi điện áp một chiều người ta hay gọi là DCV. DCV tức là điện áp một chiều, DC đó, điện áp DC gọi là điện áp một chiều. Mọi người sẽ thấy được cái hình bên phải, ở bên tay trái mọi người đang nhìn ở đây là hình ô vuông, hình ô vuông ở đây này, đúng không ạ? Mọi người nhìn bên tay trái này có nhìn thấy cái hình ô vuông quanh không ạ? Đánh dấu ở đây thì chính là cái thang đo mọi người thấy được ở trên cái đồng hồ này có các cái vạch kẻ như này, vạch màu sơn này, là chính là một cái thang đo. Đây chính là một cái thang đo nha. Đây chính là một cái thang đo mọi người thấy được. Đây là chính là một thang đo. Thang đo ở đây ví dụ như là cái đồng hồ của chúng ta sẽ có một cái điểm chấm, chính là cái mũi tên để chúng ta biết được chúng ta chọn ở cái thang đo nào. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đo ở cái điện bình ắc quy của chúng ta, đúng không ạ? Anh muốn đo bình ắc quy chúng ta còn bao nhiêu vôn thì chúng ta sẽ phải chọn cái thang đo lớn hơn bình ắc quy. Ví dụ bình ắc quy của chúng ta là 12V thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn cái thang đo nó khoảng là 20V DC. Cái V mọi người sẽ chọn là cái thang đo một cái có V, có hai gạch, một gạch liền và một gạch đứt, nó biểu thị cho cái điện áp một chiều, đúng không ạ? Điện áp một chiều. Điện áp một chiều. Thì cái thang đo điện áp một chiều này nó sẽ có nhiều thang đo, ví dụ như ở cái đồng hồ này
thì nó có thang đo lên đến 1000 DC, tức là điện áp một chiều ấy, thì chúng ta có thể chọn thang đo này. Chúng ta chọn thang đo thông dụng nhất đó là thang đo 20V DC, tức là chúng ta đo được điện áp bình, đo được điện áp của cảm biến. Ví dụ chúng ta đo cả cảm biến, sau này các anh sẽ học về cảm biến nhá, thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái điện áp của cảm biến nó hoạt động từ bao nhiêu. Thì lúc này chúng ta sẽ phải chọn cái thang đo ở đây. Mọi người nhìn thấy cái vạch sơn ở cái đồng hồ này không ạ? Vạch sơn này, cái vạch sơn này chính là cái thang đo nhé, cái thang đo của chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn đo bình áp quy chúng ta 12V, thì chúng ta phải chọn cái thang đo lớn hơn nó là 20V, đúng không ạ? Chúng ta chọn cái thang đo 20V, chúng ta xoay cái kim này, cái mũi tên này đến với con số là 20V để chúng ta chọn, đúng không ạ? Chúng ta chọn về 20V. Thì lúc này chúng ta sẽ que đo đen. Cái nút đo vôn này thì mọi người lưu ý này, ở đồng điện một chiều này chúng ta cầm que đen que đỏ, thì que đỏ chính là que dương, que đen chính là que mát. Mọi người cắm ngược đầu âm hoặc dương thì nó cũng không sao cả, vì nếu chúng ta cắm ngược đầu thì trên đồng hồ chúng ta sẽ hiển thị là âm thôi. Ví dụ là 12V, ở đây đo bình áp quy chúng ta 12V, nếu chúng ta đo ngược que thì nó sẽ báo là âm 12V thôi, không sao cả, đúng không ạ? Nó chỉ báo âm thôi. Rồi, thì mọi người sẽ thấy được là cái thang đo này thì mọi người chọn cái que đo chúng ta đặt ở đâu. Thì chúng ta thấy được ở trên đồng hồ này là có cái cổng com chính là cái cổng màu đen. Chúng ta luôn luôn cắm cổng com màu đen ở đây. Và cái cổng tiếp theo là cổng ở đây chính là cái thang đo vôn, được không ạ? Thang đo vôn chúng ta cắm đây, đúng không ạ? Thì cái thang đo này chúng ta đo được những cái gì? Chúng ta đo được cái điện áp quy, đo được điện áp cảm biến, đo được điện áp sạc, đúng không ạ? Vân vân, rất nhiều. Đo điện áp, thang đo điện áp. Lưu ý là chúng ta chọn thang đo nào lớn hơn cái vật chúng ta cần đo, đúng không ạ? Chọn thang đo lớn hơn cái vật cần đo. Ví dụ như ắc quy 12V thì chúng ta chọn 20V, đúng không ạ? Và V có dấu liền, cạnh liền và cạnh đứt, nó như vậy, điện áp một chiều, đúng không ạ? Cái này đo không rủi ro nhá, nên là chỉ rủi ro là chọn nhầm thang đo thôi, thang đo nhỏ quá thôi, còn chọn thang đo lớn hơn không sao cả. Cái que của chúng ta đo ngược đầu thì nó báo âm báo dương thôi. Tiếp theo hình bên phải mọi người đang nhìn, bên tay phải ấy, bên tay phải màn hình mọi người đang xem ấy, thì nó sẽ là cái thang đo, nó là thang đo của điện áp xoay chiều AC. Điện áp xoay chiều AC, đúng không ạ? Chúng ta chọn thang đo AC, điện áp xoay chiều. Ví dụ đây mọi người thấy được cái thang đo nó sẽ như này. Ở góc em đã quanh rồi, mọi người nhìn thấy được là thang đo ở đây nó sẽ có là khoảng 2V, 20V, 200V và 750V. Thì chúng ta chọn cái thang đo. Ở cái thang đo này thì mọi người sẽ thấy được là cái V có dấu ngã, chính là cái điện áp xoay chiều. Cái điện áp xoay chiều. Ví dụ như mọi người thấy được điện lưới của mình ấy, cái điện lưới ở nhà ấy, đúng không ạ? Cái điện sinh hoạt ở nhà chúng ta ấy, cái ổ cắm ấy, chúng ta sẽ đo cái thang đo này, chúng ta có thể lấy đồng hồ chúng ta đo được. Điện áp là 220V, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn cái thang đo là lớn hơn 220V. Ở đây là điện lưới chúng ta đã 220 rồi, thì chúng ta phải chọn cái thang đo là ít nhất ở đây là có 750V, thì chúng ta chọn thang đo 750V. Và chúng ta đo hai đầu, vì que lúc này điện áp xoay chiều thì chúng ta không phân biệt đầu nào cả, chúng ta đo đầu nào cũng được, nó sẽ hiển thị ra, đúng không ạ? Đó, thì đấy là chính thang đo. Và cái chân đo, cái que đo chúng ta cắm ở cũng vị trí giống tương tự như nhau, đúng không ạ? Đó là cái thang vị trí chân đo. Và đây là những cái vạch liền này, mọi người nhìn thấy cái con chuột của em ạ. Cái vạch này chính là cái vạch để thang đo nhá. Chúng ta chọn cái thang đo. Cũng như cái ở điện áp một chiều là chúng ta chọn cái thang đo lớn hơn cái vật chúng ta cần đo. Đó là như vậy. Ví dụ như là điện áp phải ở nhà chúng ta là 220 thì chúng ta phải chọn cái thang đo là 750 để chúng ta mới đo được. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là chúng ta ứng dụng cái vật đo điện áp AC này ở trên xe chúng ta thì có những cái phần nào liên quan đến điện áp AC, tức là điện áp xoay chiều ở những phần nào. Mọi người thấy được là cái điện áp máy phát của chúng ta chính là điện áp AC. Đúng không? Điện áp máy phát chính là điện áp AC. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ chúng ta đo để chúng ta đo cái cuộn phát của chúng ta, cuộn phát điện ấy. Đúng không? Cuộn phát ở dưới để chúng ta cuộn phát 3 pha này để chúng ta đo được là cái cuộn phát của chúng ta có phát điện tốt hay không. Đúng không ạ? Đó chính là đo ứng dụng ở trên xe của chúng ta. Đó là như vậy. Được không ạ? Ok không ạ? Cái thang đo này thì nó đơn giản thôi. Mọi người thấy được là cái que đo này thì chúng ta đầu âm đầu dương đều như nhau đều được. Nếu mà đo điện áp một chiều, nếu chúng ta nhầm cực thì nó báo âm thôi, không sao cả. Còn điện áp xoay chiều thì chúng ta đo hai đều như nhau. Và mọi người thấy được là ở trên đồng hồ của chúng ta cũng đều hiển thị là AC và V, đơn vị là V, đơn vị bên tay phải của màn hình này. Ví dụ đây là V, đơn vị là volt. Còn ở bên góc bên trái này nó là AC, tức là điện áp xoay chiều. Còn ở bên tay trái mọi người đang nhìn ở màn hình này, cái đồng hồ này này, nhìn thấy con chuột không ạ? Thì nó sẽ ghi là DC, tức là điện áp một chiều. Đơn giản như vậy thôi. Đúng không ạ? Vâng, con khiển. Rồi, cảm ơn anh. Con khiển nữa đúng không ạ? Con khiển cũng là AC. Vâng. Rồi, đấy là những cái phần là điện áp xoay chiều ở trên cái xe của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đo, chọn thang đo là chọn đo AC. Ở trên xe của chúng ta có những thang đo như vậy. Rồi, cảm ơn anh. Con khiển đúng không ạ? CKB. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta chọn đến cái thang đo là thang đo điện trở. Ví dụ như chúng ta cần đo điện trở, ví dụ như anh em sửa cái linh kiện điện tử ấy, sửa cái phần điện tử, thì chúng ta sẽ phải chọn cái thang đo
Mọi người thấy được cái thang đo ở đây là thang đo điện trở, là nó sẽ có cũng một cái vạch sơn này, mọi người lưu ý nhá. Cái vạch sơn này nó cũng chia theo giá trị điện trở. Ví dụ giá trị điện trở ở đây nó là 200 ohm, 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm và 2 mega ohm. Đúng không ạ? Nó rất nhiều thang đo. Thì mọi người sẽ phải chọn cái thang đo lớn hơn cái vật chúng ta cần đo. Ví dụ một cái điện trở cho là 1k thì chúng ta phải chọn cái gì ạ? Giá trị cái thang đo điện trở nó phải lớn hơn, nó là 2k, 2 kilo ohm cái thang đo này. Đúng không ạ? Thang đo. Vâng, thang đo. Và chúng ta sẽ thấy được là cái những cái đo ở đây chúng ta đo cái gì? Chúng ta nhìn thấy ở đây này, đo ở đây là đo cái gì đúng không ạ? Đo ở đây. Thang đo điện trở. Chúng ta đo cảm biến, nhiều anh em ngày xưa đo cảm biến bằng cách là đo điện trở đúng không ạ? Cái phương pháp của em thì em không bao giờ sử dụng đo cái phương pháp đo điện trở cho mấy con cảm biến đâu. Thì thực tế cảm biến chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta đã xác định được nó sống nó chết rồi. Nên chúng ta không cần phải đi đo mà xác định bằng cách điện trở nha. Cái phương pháp là đo điện trở chúng ta bỏ qua. Hướng dẫn mọi người cách là cái ứng dụng cái việc là đo điện trở thôi. Đây là thang đo điện trở nha. Đúng không ạ? Thang đo điện trở. Chọn thang đo. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta đo diode, đo diode. Đo diode. Chúng ta đo diode này, chúng ta cái chọn cái thang đo ở đây là trên cái đồng hồ chúng ta sẽ có cái hình mũi tên, hình dấu gạch và hình hình ở đây chúng ta sẽ thấy được là ở đây là có hình cái dấu loa, hình cái bíp ấy, hình bíp này chính là đo thông mạch, tính thang đo. Chúng ta xoay cái đồng hồ chúng ta vào cái vị trí thang đo như này và chọn cái hai cái que đo, chúng ta là cái que đo ở đây là cái que đo của hai cực đây đúng không ạ? Que đo. Rồi, đây là cái phần đo diode. Diode thì có một chiều thông và một chiều không thông. Cái này sẽ ngày chút nữa nếu đủ thời gian thì chúng ta sẽ học về phần này. Về cái đo diode này, đúng không ạ? Đo linh kiện điện tử cơ bản. Đây là hướng dẫn đo đồng hồ nha. Tiếp theo chúng ta đo cường độ dòng điện. Thì mọi người lưu ý cái phần này. Đo cường độ dòng điện rất quan trọng. Và nó sẽ gây ra hiện tượng làm hỏng đồng hồ chúng ta. Nếu chúng ta không đo sai thang đo và sai phương pháp đo thì chúng ta sẽ bị gây ra hiện tượng hỏng đồng hồ chúng ta nha. Thì nên là cái đo đồng hồ, đo cường độ dòng điện này rất quan trọng. Thì mọi người sẽ thấy được là cái cách chúng ta đo đồng cường độ dòng điện như thế nào. Thì mọi người sẽ thấy được là cái chọn thang đo ở đây. Nếu ở đây chúng ta đo cường độ dòng điện, ví dụ như đo dòng dò, chúng ta đo dòng dò của cái ắc quy, cái này sẽ giải thích sâu hơn ở trong cái phần đó là cái hệ thống sạc. Chúng ta sẽ làm cái phần này rõ hơn, đây chỉ là hướng dẫn mọi người cách đo thôi. Thì chúng ta chọn thang đo này, thang đo mini A, và cái que đo của chúng ta sẽ chuyển nhá. Cứ chuyển que đo, mọi người lưu ý chúng ta phải chuyển que đo là từ cái sang đây là mini A. Chúng ta đo dòng dò chúng ta phải chọn thang đo là mini A và que đo cũng là như vậy, que đo cũng vậy. Và mọi người lưu ý là chúng ta đo dòng dò ấy, hay đo dòng bất kỳ dòng nào cũng vậy, chúng ta sẽ phải đo từ thang đo lớn nhất cho đến nhỏ. Chúng ta không thể đo từ nhỏ đến lớn được, vì khi cường độ dòng điện, vì chính cái cường độ dòng điện nó sẽ đi thẳng trực tiếp qua đồng hồ chúng ta. Nếu cái cường độ dòng điện lớn hơn cái định mức của chúng ta, đồng hồ chúng ta chịu được ấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là một, nếu ở bên trong có đồng hồ và cái cầu trì bảo vệ thì nó sẽ đứt cầu trì, còn không thì sẽ gây ra hiện tượng hỏng đồng hồ chúng ta, đúng không ạ? Đó, đấy là cường độ đo cái dòng dò. Đo dòng dò chúng ta chọn thang đo mini A nhá, mini A. Chúng ta chọn thang đo khoảng 20 mini A nhá, khoảng 20 mini A chúng ta đo, đúng không ạ? Và đo dòng này thì chúng ta sẽ phải, cái này thì sẽ hướng dẫn mọi người đo ở trong cái phần sau. Đây chỉ là giới thiệu cách sử dụng đồng hồ thôi. Còn đo cường độ dòng điện lớn hơn thì chúng ta phải chọn thang đo là 20 mini A, 20 mini A, đúng không ạ? Rồi, đo cường độ dòng điện, ví dụ đo dòng sạc. Đo dòng sạc, chúng ta phải đo mini A, đo dòng đo 20 A chúng ta mới đo được. Đúng không ạ? Rồi, vừa rồi là cái cách mà chia sẻ mọi người cái vấn đề là sử dụng đồng hồ. Bây giờ thì cũng đã là 10 giờ 20 giờ 30 rồi. Thì cũng hết cái chương trình buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì mọi người có chưa hiểu cái phần nào thì mọi người có thể comment lại cái bình luận ở phía dưới. Em sẽ giao tiếp với mọi người và chia sẻ cho mọi người vài phút. Và ngày mai chúng ta sẽ học về linh kiện điện tử cơ bản. Rồi mọi người sẽ để lại cái bình luận là trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta thấy nội dung có ok không ạ? Có cần phần nào chỉnh sửa không ạ? Có nội dung nào chưa hiểu không ạ? Thì chúng ta có thể comment lại thì em sẽ giải đáp cho mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ học về tìm hiểu về linh kiện điện tử cơ bản. Linh kiện điện tử cơ bản nha. Linh kiện điện tử cơ bản chính là những cái cảm biến, các cái phần linh kiện ứng dụng trong trên xe của chúng ta. Ví dụ như là biến trở. Xong ngày mai chúng ta sẽ sử dụng một con biến trở để chúng ta giả lập tất cả các loại cảm biến trên xe của chúng ta, đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn mọi người. Rất hay, vâng, cảm ơn. Rồi, trong lúc học thì ít khi anh em comment. Còn bây giờ chúng ta có thể giao tiếp. Những bài sau liên quan đến bài học thì mọi người có thể comment bài câu hỏi được. Còn hôm nay thì nó chưa có câu hỏi đâu. Vì cái nội dung hôm nay thì nó chưa có nhiều. Nội dung này chủ yếu là học về tên thôi, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để theo dõi những buổi livestream như này, đúng không ạ? Vâng.
Rồi, mong muốn là chia sẻ những cái kiến thức cơ bản nhất đến với anh em, chúng ta có cái nền tảng. Vâng. Như có cái nền tảng để mọi người tiếp cận những buổi tiếp theo. Những buổi sau nó hay hơn rất nhiều những buổi đầu. Buổi đầu này nó liên quan đến lý thuyết nhiều, nhiều anh em thấy nó chán, đúng không? Học kỹ thuật bao giờ nó cũng chán, nên là cố gắng một vài buổi thôi, những buổi sau nó sẽ đi vào xe, nó rất là dễ hiểu, được không? Vâng, những buổi sau nó dễ hiểu rất nhiều vì nó liên quan đến xe. À, tả các anh cũng dễ hiểu hơn. Rồi ngày mai sẽ giải thích cho các anh điện trở, biến trở, dơ le thì chúng ta sẽ đọc được sơ đồ, đúng không ạ? Chào anh Đại nhá. Vâng. Phải mỗi ngày một phát triển như anh. Vâng, càng ngày càng càng nhiều, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Vẫn còn gần gần 400 anh em xem, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn. Vâng, như anh em là đã học rồi thì ôn lại nó rất là hay, rất là dễ hiểu. Có anh em hỏi là e xem có anh em hỏi là e xem mất nguồn 5V thì chế sao, đúng không? Ngày mai sẽ giải thích cho anh. Đơn giản thôi, đúng không? Vâng. Ngày mai sẽ học về linh kiện điện tử, ngày mai sẽ chế được nha, tự tay anh làm được. Mua con linh kiện đấy nó chỉ có vài nghìn đến chục nghìn thôi, anh sẽ giả lập được. Đúng không ạ? Vâng, chào anh Nam. Vâng, hẹn mọi người vào 20 giờ 30 tối mai. 20 giờ 30 tối mai bắt đầu chúng ta bắt đầu. Những bài sau nó bắt đầu là gần gần đến xe thì mọi người sẽ dễ hình dung và dễ hiểu hơn. Hôm nay nó liên quan đến những cái kiến thức nó liên quan đến lý thuyết và nó liên quan đến những cái phần phải học thuộc nên nó rất nhiều cái anh em nó thấy khó. Vâng, cảm ơn mọi người. Vâng, anh Tây Ga Xuân Dần đã bảo là dùng con 7805. Vâng, đúng rồi. 7805. Để tạo ra cái điện áp 5V, nó rất 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 đơn giản thôi, rất là nhiều IC. Vâng, ok anh. Hết dịch còn tổ chức cái buổi 5 ngày miễn phí cơ mà. Đúng không? Vẫn tổ chức 5 ngày miễn phí cho anh em học tại trung tâm luôn. 5 ngày ban ngày, 5 ngày luôn nhá. Vâng. Hết dịch còn 5 ngày miễn phí. Học tại trung tâm luôn, đúng không ạ? Anh em chỉ mất tiền ăn ở thôi. Vâng, cảm ơn mọi người. Và ngày mai chúng ta sẽ học về điện trở, chúng ta sẽ hiểu hơn rất nhiều và chúng ta sẽ thấy được những con điện trở này sử dụng vào mục đích gì. Và ngày xưa chúng ta học và chúng ta thường xuyên nên đo điện trở hoặc là chúng ta giả lập cái tín hiệu điện trở vào trong một con cảm biến. Rất nhiều thứ. Vâng, mọi người ngày mai em sẽ gửi cái video này, những cái video này em gửi lên YouTube thì mọi người cố gắng lên kênh YouTube, mọi người sẽ tìm kênh YouTube nó dễ dễ tìm kiếm hơn là trên Facebook này. Facebook này nó sẽ bị đẩy bài viết nó rất là nhiều, mọi người sẽ rất khó tìm kiếm. Thì ngày mai em sẽ đưa cái kênh này, các cái video này lên YouTube, mọi người cố gắng đăng ký kênh YouTube để xem những cái video thì nó mọi người chỉ cần chọn cái video là mọi người xem được. Được, chọn video xem được, còn ở trên Facebook thì nó sẽ bị đẩy bài viết đi, nó sẽ bị trôi bài, mọi người sẽ tìm rất khó. Vâng, ngày mai em sẽ gửi cho. Và một số anh em vẫn hỏi in tranh, em vẫn in tranh sơ đồ nha, in tranh sơ đồ. Và một số buổi nữa chúng ta sẽ học về đó, đúng không? Vâng, có tuổi vẫn học bình thường anh nhá. Quan trọng là mình có muốn học hay không thôi. Đừng nghĩ mình có tuổi. Đừng nghĩ mình có tuổi. Cái gì cũng học được hết. Xe nó cũng mình làm bao năm rồi, mình bình thường. Bây giờ mình chỉ thêm một số cái mới thôi. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, mọi người lưu ý là một số anh em nói có tuổi ấy, không có tuổi thì vẫn học bình thường nhá. Phương pháp của em 30, không nhớ đâu. Hiểu thôi. Và anh đã làm bao năm rồi thì bây giờ chỉ cái phương pháp là chúng ta hiểu thôi. Và một số ngày mai anh em mà chưa có đường link thì ngày mai em sẽ gửi cái đường link YouTube, mọi người vào đấy đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh để em kiếm tiền nhá. Đăng ký kênh để YouTube trả tiền nhá. Biết đâu lại được YouTube trả tiền cho mình đúng không ạ? Thành YouTuber. Vâng. Rồi một số anh em là chúng ta lên trên này nhìn thấy nhau. Ngày thường không gặp không chào nhau thì hôm nay cố gắng đoàn kết với nhau chào nhau đi nhá, để đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng cái nghề của mình đi lên, đừng nói xấu nhau, đúng không? Giao tiếp với nhau nhiều để ngày mai cái kia chúng ta cùng có cái thu nhập tốt hơn, đừng nói xấu nhau để giảm giá thành. Cùng nhau nói tốt nhau lên để tăng giá thành lên, có lợi nhuận lên, đúng không? Rồi có thời gian đi du lịch nữa. Thời gian tiêu tiền nữa, cũng bây giờ nhiều anh em thấy bận lắm.
Đó, làm bây giờ vẫn chưa được nghỉ. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúng ta sẽ dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Đúng không ạ? Ngày mai em sẽ gửi các cái đường các cái file màu dây, file viết tắt em sẽ gửi cho mọi người. File gốc luôn, mọi người cứ in ra được. Tải về in được luôn, đúng không ạ? Tải về in được bình thường nha. Vẫn còn hơn 300 anh em xem. Hơn 300 anh em xem ạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Muốn dừng nhưng mà vẫn thấy nhiều anh em xem quá. Ngày mai em sẽ gửi link YouTube. Ngày mai sẽ gửi link YouTube và gửi link link của các cái đường link, mọi người chỉ việc ấn enter cái tự động mà máy nó trả xe gửi cho mọi người. Đúng không? Tất cả đấy luôn. Và sau này sẽ có những cái bài tập nhá. Bài tập mọi người sẽ phải làm bài tập. Cái bài tập này để trách nhiệm, để mọi người thấy được test lại cái việc mình hiểu bài đến đâu. Đúng không? Đó là cái ý thức tự giác. Không bắt buộc, không có gì cả. Rồi, chào mọi người. Hẹn mọi người vào buổi ngày mai. Vẫn còn 300 anh em xem. Rồi, em gửi trên Facebook. Gửi trên Facebook nha. Ngày mai sẽ gửi link. Vâng, xin chào mọi người. À, mọi người vào cái kênh, vào cái trang fanpage ấy, cái trang mà trung tâm đào tạo ấy, mọi người vào đấy ấn trang theo dõi, ấn vào theo dõi, ấn vào thích, thì ngày mai khi livestream nó sẽ thông báo. Đó, nó sẽ thông báo đến Facebook mọi người. Còn cái này bây giờ hiện tại em không thể livestream ở trên cái trang cá nhân được, vì trang cá nhân livestream nó sẽ khóa lại luôn rồi, nên không livestream được, nên nó sẽ không thông báo cho mọi người. Nên mọi người sẽ ngày mai mọi người ấn vào cái đường link mà của cái trang fanpage ấy, mọi người ấn vào thích và theo dõi, thì khi livestream nó sẽ thông báo đến cái Facebook của mọi người, đúng không ạ? Còn trang cá nhân của em bây giờ không làm được nữa rồi, vì trang cá nhân bây giờ nó sẽ khóa lại. Rồi, chào anh Đại, chào mọi người. Rồi, xin chào nhá. Bây giờ vẫn còn mấy trăm anh em sợ dừng lâu lắm, mất thời gian lắm. Nói dài. Nói dài quá thì thành liên thiên. Em thì em không thích nói nhiều. Rồi, xin chào mọi người và chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 20:30 tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào 500 anh em. Và có hơn 1.300 bình luận nha. Rất nhiều bình luận.